Vương Phi đa tài đa nghệ, Hạ Thương Mai. Chương 871, sóng ngầm. Tôn đại nhân sau khi nhận chỉ thị thì rời đi, hoàng đế nhìn Lộ Công Công. Ngươi là người đi theo trẫm lâu nhất, trong lòng trẫm muốn cái gì, ngươi có biết không? Lộ Công Công nói, nô tài không dám đoán thánh ý. Nói đi, trẫm cho phép ngươi nói. Hoàng đế siết chặt áo choàng một chút, thân mình hơi nghiêng về thanh trụ được điêu khắc hình rồng. Lộ Công Công trầm tư một lát nói, hoàng thượng muốn dùng đồng mệnh cổ đối phó với vương gia. Tâm tư của trẫm không khó đoán chút nào, ngươi có thể đoán được, lão thất cũng có thể đoán được, ngươi cảm thấy, hắn sẽ giấu lão bát ở đâu. Lòng Lộ Công Công hơi run rẩy, chuyện này, nô tài quả thật đoán không ra được. Đúng là rất khó đoán. Giọng nói của hoàng đế nhàn nhạt, lộ ra một chút hài lòng, nhưng mà, bên cạnh hắn luôn có người biết được, người cảm thấy, ai sẽ biết. Điều này, nô tài cũng không biết, trán Lộ Công Công tuôn ra mồ hôi, ngày xuân này rõ ràng chỉ còn chút khí lạnh, nhưng sao ông ta lại cảm thấy run rẩy không thôi. Khóe môi hoàng đế cong lên, người không biết sao, người thân thiết với nhiếp chính vương, hơn nữa còn khiến cho hắn tin tưởng, không ai khác ngoài mấy người đó. Tô Thanh đã rời khỏi kinh thành. Cũng chỉ còn ba người Tiêu Thác, Nghiêm Vinh và Tiêu Kiêu, Tiêu Kiêu sẽ không làm chuyện này, vậy cũng chỉ còn Nghiêm Vinh và Tiêu Thác. Hoàng thượng phân tích rất có lý, đáy lòng Lộ Công Công càng run rẩy hơn nữa. Người đi làm đi, xem có thể cạy được gì từ trong miệng Tiêu Thác không. Lộ Công Công quỳ xuống, hoàng thượng, tâm tư của người, nô tài đã rõ, nhưng mà người không phải bảo các vị đại nhân cùng phối hợp với nhiếp chính vương thi hành chính sách chính trị sao. Trong thời khắc mấu chốt này, nô tài sợ đắc tội với vương phi, bệnh của người. Hoàng đế cười một tiếng, liếc Lộ Công Công một cái, người căng thẳng gì chứ? Chỉ là bảo ngươi đi hỏi thăm nghe ngóng một chút thôi, chấm có chút gì đó ở trong tay, chẳng phải tốt hơn là không có gì sao? Lộ Công Công bất chấp mà nói, nhưng mà hoàng thượng không phải rất coi trọng những chính sách mà vương gia trình lên. Ngươi cũng xem qua, đúng không? Hoàng đế cắt ngang lời ông ta nói. Nô tài nghe người nói qua mấy lần. Người cảm thấy thế nào? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lộ Công Công trần chờ một chút, nô tài cảm thấy cũng được. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, không phải cũng được, là rất được, so với ý tưởng của trẫm còn tốt hơn nhiều. Một khi đã như vậy, Lộ Công Công khó hiểu ngẩng đầu, hoàng thượng vì sao còn hoài nghi nhiếp chính vương? Ngài ấy không phải luôn quyết định trả quyền lực về tay người sao? Ánh mắt hoàng đế lướt qua ông ta, lẳng lặng nhìn về phía cây hoa lê phía sau ông ta, trẫm nhớ phụ hoàng đã từng nói một câu, ông nói lão thất thật sự là một người cai quản đất nước tài giỏi, là người thứ hai được chọn làm hoàng đế, trẫm khi đó nghe những lời này chỉ cảm thấy vui mừng, bởi vì hắn có năng lực hơn nữa cũng chỉ là thần tử của trẫm. Lộ Công Công lo lắng nói, hoàng thượng, tất cả vẫn như trước. Hoàng đế thu hồi tầm mắt, chậm rãi lắc đầu, không giống, hắn nói đúng, là trẫm thay đổi. Chấm không thể giữ lại một đối thủ mạnh như vậy, mặc dù hắn không phải đối thủ. Lộ Công Công không cam lòng, tiếp tục nói, hoàng thượng, vương gia nói muốn đi Nam Quốc, sao người không thành toàn cho ngài ấy đi? Trong mấy hoàng tử của chấm, ai có thể so được với nhiếp chính vương? Hoàng đế hỏi ông ta. Điều này, không có, hoàng đế lại lắc đầu, vẻ mặt bi thương, phế thái tử vô đức vô năng, tâm tư của lương vương không ở triều chính, mấy hoàng tử còn lại. Ngoại trừ thái tử hiện giờ có chút tiền đồ ra, không còn ai nữa, nhưng mà thái tử là do một tay Mộ Dung Khanh đề bạt lên, lại là người trọng tình trọng nghĩa, sao có thể là đối thủ của nhiếp chính vương. Thân thể này của trẫm dù khỏi hẳn, nhưng uống thuốc trong thời gian lâu dài, hơn nữa thêm phản ứng của chất độc, sợ là chịu đựng không nổi bao nhiêu năm nữa, sao trẫm có thể trơ mắt nhìn Giang Sơn bị hắn cướp đi được chứ. Hoàng thượng, Lộ Công Công đau lòng mà gọi một tiếng, ngài ấy hiện giờ không đoạt ngôi. Ngày sau cũng sẽ không đoạt. Không, không, hoàng đế xua xua tay, vẻ mặt mỏi mệt, thời điểm chưa tới, thời điểm chưa tới, thời điểm vừa đến thì tâm tư của hắn ta sẽ thay đổi, đặc biệt là khi có con nối dõi, nhìn nhi tử của mình càng ngày càng thông minh lanh lợi, làm phụ thân sẽ muốn cho nó tất cả những thứ tốt trong thiên hạ. Lần đầu tiên trẫm làm phụ thân, chính là có tâm tư như vậy, chỉ tiếc, A Toàn lại làm tổn thương ta, hai, A Toàn lại thà tin hắn cũng không tin trẫm. Gió thổi qua nền đất trong ngự hoa viên, ngày xuân không có lá rụng, cơn gió này thổi qua, dường như không thổi được miếng bụi nào. Bụng của Thương Mai càng ngày càng lớn, nhưng không lớn bằng Loan Loan, nàng ta bắt đầu cảm thấy cử động khó khăn,
đại phu nói nàng có lẽ sinh nhiều đứa bé giống như mẫu thân nàng. Áp lực của Tiêu Thác rất lớn, áp lực của Thương Mai cũng rất lớn, bởi vì mama vẫn một mực nói cô mang song thai. Tháng 3, Thanh Minh. Mấy ngày hôm trước đã bắt đầu có mưa bụi lất phất, ngày xuân này ướt át, từ bên ngoài ướt luôn đến bên trong, người mang thai hay nghĩ nhiều, Thương Mai cũng bắt đầu trạng thái không yên. Lễ hiến tế Thanh Minh, Mộ Dung Khanh bái tế tổ tiên, giao đại điển hiến tế lại cho hoàng đế. Tình trạng hiện tại của ông ta đã rất tốt, Thương Mai cho rằng chỉ cần chỉ 1-2 tháng nữa thì ông ta có lẽ sẽ khỏi hẳn. So với sự hồi phục nhanh chóng của hoàng đế, sự hồi phục của Tôn Phương Nhi khá chậm, tuy rằng tháng trước đã bắt đầu ngâm nước thuốc, nhưng mà quá trình đào thải độc tố của nàng ta quá chậm, tác dụng phụ cũng rất lớn, ngất xỉu quá nhiều lần, Lương Hán Văn cho rằng nàng ta là do áp lực tâm lý quá lớn, cho nên muốn giảm bớt trị liệu lại một chút. Thương Mai tuy rằng nóng vội, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, cô biết Tôn Phương Nhi đã cố gắng hết sức. Sau khi hiến tế, Linh Lợi đã quay lại cùng với Tô Thanh. Hai người ở Thứ Châu không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà bên lại bộ kia đã báo cho Mộ Dung Khanh biết chi phủ Thứ Châu bị bệnh cấp tính qua đời, phu nhân của ông ta kia cũng bị lây bệnh chết theo. Lại bộ đưa danh sách chi phủ tân nhiệm cho Mộ Dung Khanh xem qua, Mộ Dung Khanh để lại bộ tự mình cân nhắc. Ngày Linh Lợi quay về đó, mưa đã ngừng rơi, nàng ta nhìn thấy bụng của Thương Mai, ngạc nhiên mà trừng lớn đôi mắt, sao lại lớn như vậy? Lúc người đi thì đã 3 tháng rồi. Mama cười nói, nếu như người quay về muộn chút nữa thì có lẽ Vương Phi đã sinh rồi. Lúc ta không ở đây, mọi thứ vẫn thuận lợi chứ? Linh Lợi hỏi. Thương Mai cười nhạt, rất tốt, người đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Cô bĩu môi, tỏ ý bảo Mama đi ra ngoài, sau đó lôi kéo tay Linh Lợi hỏi, có thể nói cho ta biết ở Thứ Châu đã xảy ra chuyện gì không? Linh Lợi thở dài, cũng không có việc gì, chỉ là lấy về những thứ đã mất. Ta biết, vợ chồng chi phủ Thứ Châu đều đã chết, ta là hỏi ngươi với Tô Thanh. Thương Mai cười nói. Khuôn mặt Linh Lợi có hơi thẹn thùng, không có gì, hắn nói làm người phải giữ lời hứa, nếu ta có hôn ước với hắn ta thì nên thực hiện hôn ước. Ha, Thương Mai cười, thật là người giữ chữ tín. Chắc vậy. Ta nói ngươi đó, Thương Mai trêu ghẹo nói. Linh Lợi quay người, giận dữ nói, Linh Lợi ta làm người tuy không nói là quang minh lỗi lạc. Nhưng cũng không thể gọi là người bắt chẹt, nói ta không tuân thủ chữ tín được. Đúng vậy, cô nương Linh Lợi nhà chúng ta là người giữ ước hẹn nhất. Thương Mai rất vui mừng, bởi vì trước khi Linh Lợi quay về, Lương Vương cũng gửi thư về nói Hoàng đế Đại Lương cũng rất thích hắn, hôn sự này sắp định rồi. Chỉ là, tất cả đều thuận lợi, nhưng trong lòng Thương Mai lại bắt đầu bất an. Chương 872, xảy ra chuyện rồi. Ngày mùng 8 tháng 3, từ Giang Đông truyền tới tin tức. Nói là dịch bệnh cảm mạo bùng phát, cần một lượng lớn dược liệu. Hơn nữa cục Huệ dân đã không còn có thể tiếp nhận nổi nhiều bệnh nhân như vậy, các đại phu trong dân gian thì lại như thể đã thông đồng với nhau, cùng đẩy giá dược liệu lên, cộng thêm phí chẩn bệnh cũng tăng cao, thành ra bách tính bình thường khó mà đủ điều kiện khám bệnh. Vùng Giang Đông này nằm trong khu vực đối lưu Nam Bắc, gần như mỗi năm đều phải bùng phát một lần dịch cảm mạo. Vì thế, một tháng trước Thái Y Viện đã hạ lệnh cho Cục Huệ Dân của Giang Đông chuẩn bị lượng lớn dược liệu. Nhưng mà, Tổng ty của Cục Huệ Dân Giang Đông cũng từng thượng tấu, nói là giá cả dược liệu từ đầu năm đã bắt đầu tăng mạnh, không chỉ tăng mạnh, mà còn có người thu mua dược liệu số lượng lớn nữa, hiện giờ dược liệu điều trị cảm mạo trên thị trường cực kỳ khan hiếm. Dược liệu khan hiếm, có thể điều từ châu phủ lân cận sang cũng được, nhưng mà, nói đến cũng kỳ. Thị trường dược liệu năm nay dường như có người cố tình nhúng tay vào quấy rối vậy, kể từ đầu năm tới giờ, khắp các nơi trên cả nước, phàm là có dược liệu điều trị cảm mạo xuất hiện, thì sẽ bị người thu mua gom số lượng lớn, thế nên, các châu phủ khác cũng không có được bao nhiêu dược liệu điều trị cảm mạo. Không có dược, căn bệnh vặt như cảm mạo cũng có thể chuyển biến thành bệnh nặng, hơn nữa còn lây lan khuếch tán trên diện rộng, kể từ khi Y Bảo thành lập tới giờ, lần đầu tiên phải tiếp nhận khảo nghiệm gay gắt tới như vậy. Cục Huệ Dân đã bị các nạn dân chen chúc tới giọt nước cũng chen không lọt, nhưng mà, các đại phu ở đây cũng đều phải có bột mới gột được hồ, có thể giảm bớt triệu chứng đấy nhưng lại không có dược để điều trị dứt điểm. Mộ Dung Khanh hai ngày liên tiếp không trở về phủ, vẫn luôn cùng với đại thần khẩn cấp thương nghị chuyện này. Không hề nghi ngờ, đây chính là một âm mưu. Thương Mai cũng đang cùng mấy người tỉ muội nói về chuyện này. Năm ngoái thị trường dược liệu đóng cửa, đầu năm nay vừa mở lại. Liền có người thu mua dược liệu trị cảm mạo với số lượng lớn, rõ ràng là muốn nhằm vào Giang Đông mà,
Giang Đông hầu như năm nào cũng bùng phát một lần dịch cảm mạo, chuyện này rất nhiều người đều biết. Hồ Hạnh Nhi nói, Hạnh Nhi, ngươi không phải cũng có một chân trong thị trường dược liệu à? Trong tay ngươi hiện đang có bao nhiêu dược liệu trị cảm mạo? Thương Mai hỏi. Hồ Hạnh Nhi lắc đầu, không có, chuyện dịch bệnh ở Giang Đông ta đã sớm nghĩ đến rồi, vì thế từ đầu năm thị trường mở lại, ta đã muốn nhập hàng số lượng lớn, nhưng mà, có người lại lấy danh nghĩa cục huệ dân thu mua ồ ạt, ta vốn tính nhập hàng là để chuẩn bị cho Giang Đông, nghe vậy nên cũng không tranh đoạt nữa, đúng là thất sách mà. Lấy danh nghĩa cục huệ dân để nhập hàng á? Nếu nói như vậy, thì chắc hẳn phải có người trong cục huệ dân làm nội ứng rồi nhỉ? Thương Mai nói. Cũng có thể, bằng không, các thương nhân bán buôn trên thị trường thấy có người thu mua với số lượng lớn như thế, không thể nào không tăng giá được, trừ phi có sự can thiệp của triều đình, các thương nhân bán buôn mới có thể bán ra với mức giá thông thường. Hồ Hạnh Nhi dựa theo hướng đi của thị trường nói. Chẳng trách vị kia vẫn luôn không có hành động gì. Thương Mai than thở một tiếng, đúng là muốn phòng bị cũng khó mà. Làm sao mà người phòng bị cho được, người ta là hoàng đế đó, cầm quyền bao nhiêu năm, có không ít nhân mạch, tâm phúc sẵn sàng bán mạng vì hắn ta, vương gia bận bịu với chuyện cải cách, sao có thể lường được hắn ta lại kiếm tiền trên tính mạng của bách tính như vậy chứ? Quả thực chẳng khác gì cái vị sở kính ở Bắc Mạc kia nữa rồi, có phải cứ làm hoàng đế, thì đều sẽ coi bách tính như vật hy sinh để củng cố vững chắc quyền thế, địa vị hoàng đế của mình không? Thương Mai kết giao với Hồ Hạnh Nhi lâu như vậy rồi, nhưng rất hiếm khi nghe thấy Hồ Hạnh Nhi bàn luận chuyện triều chính, bàn luận về hoàng đế, cô ta vẫn luôn đè nén sâu trong lòng, lần này, quả thực đã quá tức giận rồi. Nỗi ám ảnh mà Sở Kính mang lại cho Thương Mai vẫn còn đó, tuy cảm mạo không thể so sánh với dịch hạch được, nhưng mà, nếu như vẫn không lấy được dược liệu điều trị mà để lây lan diện rộng, thì vẫn có thể gây ra cái chết cho rất nhiều người. Thật hy vọng, bi kịch của núi Lang Vĩ sẽ không lặp lại lần nữa. Nhu Dao dùng mình một cái. Hạnh Nhi, người tương đối quen thuộc với thị trường dược liệu, người đi nghe ngóng thử xem ai đang nắm giữ lượng lớn dược điều trị cảm mạo đi. Hồ Hạnh Nhi nói, được, ta sẽ cho người đi nghe ngóng thử xem. Cô ta quả thực có nhân mạch về mảng này, có điều, cô ta có, thì phỏng chừng Tố Nguyệt Lâu cũng có, vì thế liền nói với Linh Lợi, người cũng để người của Tố Nguyệt Lâu đi nghe ngóng thử xem đi. Được, phân chia ra làm việc đi, Linh Lợi nói. Thương Mai nói, làm phiền các ngươi rồi. Hồ Hạnh Nhi vừa mới đứng dậy, nghe được câu nói, liền cười bảo, tự nhiên lại khách sáo như vậy làm gì, trước kia chưa từng giúp đỡ hay sao? Giúp rồi, chỉ là ta cảm thấy ta giúp được ngươi quá ít, mà ngươi lại giúp đỡ ta quá nhiều. Thương Mai áy náy nói. Hồ Hạnh Nhi nói, có một vị vương phi như ngươi cho ta làm núi dựa, trên thương trường có ai lại không nể mặt Hồ Hạnh Nhi ta mấy phần chứ? Thứ ngươi giúp đỡ ta mắt thường không nhìn thấy được đâu. Ồ, chuyện này ta không dám kể công đâu, chống lưng cho ngươi là công chúa mới đúng. Thương Mai cười nói. Đều có mà. Hồ Hạnh Nhi quay sang Tráng Tráng cười cười. Tráng Tráng cũng bật cười, cười một hồi lại bắt đầu sầu não, hy vọng đây là khó khăn cuối cùng. Mọi người tản đi. Thương Mai để cho Đao lão đại vào cung hỏi thăm tình hình, Mama vừa mới chuẩn bị xong ngọ thiệt. Liền trông thấy thị vệ đại kim của lễ thân vương phủ chạy ào vào, vương phi, cứu mạng với. Thương Mai thấy hắn ta kinh hoàng thất thố như vậy, cũng giật hết cả mình, sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Vương phi nhà chúng ta bị bệnh, đã mấy ngày liền không ăn uống gì rồi, vương gia kêu thuộc hạ tới đây mời vương phi qua cứu mạng. Thương Mai trợn trắng mắt, có phải là bị chán ăn không? Chỉ không ăn uống được thôi đã kêu cứu mạng rồi, hại ta sợ hết cả hồn. Vương gia nói như thế đấy ạ. Đại kim ào ào nói, vương gia sốt ruột đến không chịu được rồi, lần trước tức phụ của vượng tài lâm bồn cũng không có sốt ruột vậy đâu. Thương Mai ưỡn cái bụng lớn lên, dặn dò tiểu khuyên, kêu Ngộ Yến Tổ mang theo hòm thuốc cùng ta tới lễ thân vương phủ một chuyến. Vâng ạ, tiểu khuyên vội vàng chạy đi. Mama đau lòng không chịu được, nói, nô tỳ sẽ làm nóng đồ ăn, đợi người trở về ăn. Ta tùy tiện ăn gì đó ở vương phủ là được. Không cần phải làm nóng đâu, các ngươi đi ăn đi. Thương Mai nói. Cứ để nô tỳ làm nóng đi, hôm nay có làm món măng người thích ăn nhất đấy. Mama nói. Thương Mai không ngăn được bà ta, chỉ có thể bảo, được, ngươi làm nóng đi vậy, ta trở về sẽ ăn. Thương Mai dẫn theo Ngô Yến Tổ đi ra khỏi cửa. Đến lễ thân vương phủ, lễ thân vương đã đứng sẵn ngoài cửa chờ, trông thấy Thương Mai tới đây, không nói lời nào khác,
chỉ một hơi diễn tả bệnh tình của Aman. Bắt đầu từ 3 ngày trước liền không chịu ăn uống gì cả, vốn còn tưởng là bị đầy bụng, kêu người chuẩn bị ít trà tiêu thực để uống, nhưng mà uống kha khá rồi lại vẫn chẳng ăn được bao nhiêu, 3 ngày nay cộng lại còn chưa nhiều bằng một bữa trước kia ấy. Lê Thần Vương trước kia là người tương đối cứng nhắc, mọi người đều biết hắn ta rất yêu thương Aman, lo lắng cho Aman, nhưng mà bản thân hắn ta rất ít khi thể hiện cũng rất ít khi nói ra miệng, sốt ruột như thế này đúng là lần đầu tiên. Thương Mai an ủi nói, Tam ca đừng quá lo lắng, để ta bắt mạch trước đã. Mau đi thôi, mấy ngày liền không ăn uống gì, tay chân đều không còn sức, đi lại một chút cũng thở không ra hơi rồi. Lễ Thần Vương đau lòng nói. Hắn ta đi trước dẫn đường, Thương Mai dẫn Ngộ Yến Tổ lưng đeo hòm thuốc đi vào theo. Từ xa có tiếng chó sủa vọng lại, Thương Mai nhớ đến trước kia từng bị đại kim dọa phải trốn lên cây mà nhịn không được cười cười, đó quả thực là những ngày tháng tươi đẹp. Aman nằm trên giường, nhìn đúng là có chút ốm yếu thật, trông thấy Thương Mai tới, nhịn không được liếc Lễ Thần Vương một cái đầy oán trách, người tùy tiện tìm một đại phu nào đó tới khám không phải là được rồi à. Còn kêu nàng ấy tới, bụng đều lớn như vậy rồi, nếu trên đường xảy ra sơ suất gì, ta xem ngươi làm sao ăn nói được với lão thất. Bổn vương phái đại kim qua đón mà, Lễ Thần Vương lẽ thẳng khí hùng nói. Như vậy cũng không được. Thương Mai vội vàng nói, không sao. Ta ở mãi trong phủ cũng bí bách lắm rồi, Tam ca gọi ta qua đây, ta vừa hay qua Lễ Thần Vương phủ hít chút gió thu, ăn một bữa ngon. Sau này muội đừng quan tâm chàng ấy làm gì, ta không làm sao hết, ai chẳng có lúc ăn uống không ngon miệng chứ. Aman nhỏ người dậy, lại bị Lễ Thần Vương mắng một tiếng, nằm xuống, còn chưa trần mạch mà, đã biết chỉ là ăn uống không ngon miệng rồi à. Chương 873, chủ nhiệm phụ khoa. Aman trợn trắng mắt. Ta cũng có vấn đề nào khác đâu, chỉ là ăn không nổi thôi mà, ngươi đừng làm mất mặt nữa đi, để ngươi biết được còn tưởng rằng ta mắc phải căn bệnh nghiêm trọng nào ấy. Nàng vẫn luôn thích ăn, giờ ăn không được chẳng phải vấn đề lớn còn gì. Lễ Thần Vương sốt ruột nói, sau đó nhìn về phía Thương Mai hỏi, ngươi có cảm thấy như vậy không? Có cái gọi là chuyện khác bình thường tất có vấn đề, thói quen ăn uống của một người đột nhiên thay đổi, rõ ràng không phải chuyện thường. Thương Mai đã kéo tay áo của Aman lên. Bắt đầu bắt mạch rồi, nghe thấy câu nói này, cô không trả lời, mà cẩn thận bắt mạch. Lễ Thần Vương thấy cô hoàn toàn nghiêm túc, cũng không dám làm phiền đến cô, chỉ đành sốt ruột không yên chờ ở một bên. Thế nào, Lễ Thần Vương thấy Thương Mai thu tay lại, lập tức hỏi. Thương Mai chỉnh lại vạt áo một chút, trông thấy ánh mắt lo lắng của Lễ Thần Vương thì bình tĩnh nói, cũng không vấn đề gì, mang thai thôi. Lễ Thần Vương lùi về phía sau ba bước, đồng tử muốn rớt cả ra ngoài. Vươn ngón tay run bần bật chỉ vào Thương Mai, lắp ba lắp bắp nói, Mộ Dung Thương Mai, ngươi đừng ăn nói hàm hồ. Thương Mai than thở một tiếng, Tam ca, ngươi không nên ăn nói hàm hồ như thế, ta họ Hạ, nhưng mà nếu như ngươi nói ta họ Mộ Dung cũng được, ta đã gả cho lão thất, xem như theo họ nhà chồng vậy, nhưng mà chỉ ít cũng nên thêm chữ Hạ đằng sau Mộ Dung chứ. Một bàn tay lập tức túm lấy cánh tay Thương Mai, lực độ rất nặng, gần như muốn siết gãy cánh tay Thương Mai vậy, Thương Mai. Ngươi nói thật à? Ngươi không nên lấy chuyện này ra để đùa cợt, ta cười không nổi đâu. Thương Mai quay đầu nhìn về phía Aman, ta còn chưa đến nỗi hoạt mạch cũng không nhận ra. Sao lại có người nghi ngờ năng lực bắt mạch của cô được nữa không biết? Aman nhấc chăn lên muốn xuống giường, Lễ Thần Vương quay người lại, tức giận quát một tiếng, nàng muốn làm gì đó. Ta ngồi dậy, ta muốn hỏi cho rõ ràng, Aman vẫn chưa tin tưởng lắm, hơn nữa, muốn hỏi rõ ràng chuyện này. Phải đứng lên đối diện với Thương Mai mới có thể đủ khí thế được. Nằm vẫn hỏi được, Lễ Thần Vương tiến lên trước một bước, ấn lên vai nàng ta, lại cảm thấy giọng nói của mình quá mức nghiêm khắc, hơi hơi hòa hoãn hơn một chút, nằm xuống đi, để bổn vương hỏi. Hắn ta nhìn Thương Mai, không đợi hắn ta mở miệng hỏi, Thương Mai đã dùng giọng chắc nịch nói, đúng là mang thai đó, cực kỳ chính xác, nếu như không phải, đứa nhỏ trong bụng này ta để lại cho các ngươi. Vậy thì đúng là thật rồi. Lễ Thần Vương quay đầu nhìn về phía Aman, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, Aman, chúng ta có thai rồi. Ngộ Yến Tổ phụt một tiếng bật cười, là Vương Phi có thai chứ, Vương gia người làm sao mà có thai được. Lễ Thần Vương thế mà lại không tức giận chút nào, đúng, bổn Vương nói sai rồi, là Vương Phi có thai, bổn Vương sắp được làm cha rồi. Sau khi nói xong câu này, đường nét trên khuôn mặt hắn ta đột nhiên đều trở nên mềm mại, mi mắt cong cong. Khóe môi cũng hơi hơi dương lên, trông bộ dạng có vẻ vui mừng khôn xiết.
Aman che mặt đi, ai yo, ta thật không dám tin, thế nào mà lại có thai được vậy? Trước kia ta uống bao nhiêu loại thuốc, ăn bao nhiêu đồ bổ đều không có thai được, bây giờ chẳng dùng gì thì lại có thai. Như vậy chẳng phải bao nhiêu năm qua ta ăn uống vô ích hay sao? Lễ thân vương nghĩ nghĩ một hồi, có lẽ là nhờ công lao bổn vương không đọc sách mỗi tối đấy. Thương Mai cười nói, hai người đều có công lao cả, bắt đầu chuẩn bị đi thôi, các ngươi sắp trở thành cha mẹ người ta rồi đấy. Cô xoa xoa cái bụng của mình, về phần bảo bối của ta, cũng sắp sửa có đệ đệ hoặc muội muội rồi. Đáy mắt lễ thân vương thoáng rung động, tâm tình cực kỳ kích động, loại kích động này, ba mươi mấy năm trong đời hắn ta chưa từng trải qua, tính tình hắn ta, vẫn luôn bình đạm như nước. Thương Mai đang cố bày ra vẻ bình tĩnh thôi, chứ trong lòng kỳ thực đã rất hưng phấn rồi, đứa nhỏ này của Aman đến quả thật khiến lòng người kích động mà. Lễ thân vương tỉ mỉ hỏi Thương Mai những chuyện cần chú ý trong giai đoạn mang thai, còn nhờ Thương Mai kê một đơn thuốc an thai nữa. Thương Mai cười nói, đừng lo lắng, những chuyện cần chú ý cũng chẳng có gì đâu, tìm một bà tử có kinh nghiệm tới chăm sóc tam tẩu là được, về phần dược an thai, đã là dược thì chung quy đều có ba phần độc, có thể không uống thì đừng uống. Được, được, đều nghe theo ngươi hết. Lễ thân vương gật đầu như dã tỏi. Lễ thân vương ngồi bên mép giường, ôm vai Aman, dịu dàng trong mắt đã sắp sửa tràn cả ra ngoài rồi, khiến cho Thương Mai nhớ đến bộ dạng lão thất lúc mới biết cô mang thai, hai huynh đệ này cũng giống nhau thật đấy. Thương Mai vừa mới rời khỏi lễ thân vương phủ, lão Tam đã lập tức kêu người đi mời bà đỡ. Aman cười đến nghiêng ngả cả người, bây giờ đã mời bà đỡ rồi à? Vậy phải mời đến lúc nào đây? Bà tử giàu kinh nghiệm nhất chính là bà đỡ còn gì, mời về phủ sắp xếp trước, để đề phòng lỡ như thôi. Phi, phi, làm gì có lỡ như cơ chứ? Đều là bình an hết. Lễ thân vương tự đánh miệng mình ba cái không cân xứng, lại đánh thêm hai cái lên chân mình mới thỏa mãn. Aman ngả lên vai hắn ta, hạnh phúc thở dài một tiếng, lão Tam, ta cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Ta cũng cảm thấy vậy, lễ thân vương lo được lo mất nói. Aman dùng sức véo hắn ta một cái, lễ thân vương đau đến kêu lên thành tiếng, Aman bật cười ha ha, không phải là mơ, chúng ta quả thật sắp có đứa nhỏ của mình rồi. Lễ thân vương cũng bật cười giống như đứa ngốc, đúng vậy, không phải là mơ, chúng ta quả thật sắp có đứa nhỏ của mình rồi. Hắn ta nói, sau đó lại giật bắn lên một cái, ai ô, bổn vương quên mất không nói với Thương Mai, đừng kể chuyện này ra ngoài, ba tháng đầu tiên không thể nói ra ngoài được. Đại Kim, Đại Kim. Hắn ta dùng sức hét gọi. Ngươi tự mình đi một chuyến đi, Đại Kim nói chuyện chẳng lưu loát chút nào. Aman vội vàng nói. Mọi người đều nói thai nhi biết ghi thù đấy, khó khăn lắm mới có thai được, nếu như vì Thương Mai nói cho người khác biết mà cái thai không còn nữa, thì nàng ta sẽ hận chết bản thân mất. Lễ thân vương xoay người chạy ra ngoài, lần này tốc độ của Đại Kim rất nhanh chóng, đã kéo một con ngựa màu hạt rẻ từ trong chuồng ngựa ra cửa đợi sẵn rồi. Lễ thân vương quay người lên ngựa, đuổi theo Thương Mai. Bách tính trên phố đông của kinh thành, rất lâu về sau vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy, lễ thân vương ngày thường luôn bình tĩnh điềm đạm, chú trọng lễ nghi tu dưỡng lúc này cưỡi trên một con ngựa màu hạt rẻ, đuổi theo một chiếc xe ngựa màu xanh, tê tâm liệt phê hét gọi Thương Mai, đợi bổn vương với, bổn vương có lời muốn nói với ngươi. Chiếc xe ngựa vẫn không ngừng lao vút về phía trước, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Lễ thân vương cực kỳ sốt ruột, lớn tiếng hô lên, Thương Mai, ngươi tuyệt đối không được nói cho mọi người biết chuyện Aman có thai đấy nhé, ba tháng đầu không được. Chiếc xe ngựa đỗ xịch lại, Thương Mai từ trong xe ngựa ló đầu quay lại nhìn, lễ thân vương ghìm dây cương, ngơ ngác nhìn về phía Thương Mai. Sau đó, hắn ta tự đánh miệng mình sáu cái, im lặng điều khiển ngựa quay đầu lại. Thương Mai mở to mắt nhìn về phía Ngô Yến Tổ, như vậy là có ý gì? Ngô Yến Tổ lắc lắc đầu, ta không biết, có lẽ là kêu người đừng nói cho bất cứ ai biết chuyện Vương Phi có thai thì phải. Chắc là sợ thai nhi ghi thù. Được, vậy ta sẽ không nói. Thương Mai buông rèm xuống, chỉ cảm thấy chuyện này kỳ quặc hết sức, kêu cô đừng nói, thế sao hắn ta lại gào lớn giữa phố như thế chứ? Như là sợ mọi người không biết hắn ta có tuổi rồi mới có con vậy. Ngô Yến Tổ cũng buông rèm xuống, nói ta cũng không nói đâu. Cái vị tam ca này, đúng là người kỳ quặc mà. Thương Mai nói. Đúng vậy, kỳ quặc hết sức, Ngô Yến Tổ nói. Xe ngựa lọc cọc chạy về phía Nhiếp Chính Vương phủ, bách tính trên phố đông đều ngây ngẩn cả người, sau đó, nổ tung như cái vạc vậy. Không thể nào,
Lễ thân vương phi không phải không thể sinh con à, thế sao giờ đột nhiên lại có thai chứ? Hay là nhờ nhiếp chính vương phi chữa trị cho nàng ấy nhỉ? Y thuật của vị nhiếp chính vương phi này đúng là cao minh thật đấy. Lại còn không à, gà mái già hơn 30 tuổi rồi vẫn còn đẻ trứng được. Ngày hôm sau, rất nhiều phụ nữ không sinh được con đều vây quanh cửa lớn của nhiếp chính vương phủ, nói muốn được cầu kiến vị quan âm thương mai này. Nhiếp chính vương phủ đột nhiên trở thành trung tâm chẩn trị cho những phụ nữ khó có thai. Chương 874, Mộ Dung Khanh cuối cùng cũng làm phản. Mộ Dung Khanh biết A Man có thai, hơi bất ngờ, thật sao? Vậy đúng là chuyện vui rồi. Thương Mai nhìn hắn chau mày, có lẽ dược liệu để trị dịch bệnh ở Giang Đông vẫn chưa có manh mối gì, liền an ủi nói, người đừng quá lo lắng, sẽ mua được dược liệu thôi. Mộ Dung Khanh xoa xoa hàng mày, đã phát tán tin tức ra rồi, nhưng mà, đây là một kế hoạch được mưu tính từ trước, ông ta đã học chiêu đó của Sở Kính. Học đi đôi với hành, đúng là hoàng đế tốt. Nếu như vậy, nguyện vọng xây dựng cục huệ dân của nhân dân, sẽ bị dịch bệnh không có thuốc để trị mà sụp đổ. Kế hoạch y bảo, cũng phải bắt buộc tạm dừng, công lao của Mộ Dung Khanh, cũng không còn sót lại chút gì, thậm chí, còn phải bởi vì chuyện này mà bị chửi rủa. Mộ Dung Khanh nhẹ nhàng nói, bách tính là giới hạn của bổn vương, ông ta đã chạm vào giới hạn của bổn vương. Thương Mai giật mình, người muốn làm gì? Không sao, ông ta bây giờ đã khỏi, nàng không cần phải vào cung trị bệnh cho ông ta. Mộ Dung Khanh mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng trong nụ cười đó có vài phần nham hiểm. Thương Mai nhìn hắn, không hỏi nữa, chỉ trả lời, ta biết rồi. Bây giờ hắn muốn làm gì, cô cũng không phản đối. Đại phu Ôn Yến đã tiến hành điều trị cho Tôn Phương Nhi sẽ khỏi thôi, cô cũng không có gì phải lo lắng. Hồ Hạnh Nhi ủ rũ nói cho Thương Mai nghe, đã hỏi hết mấy tiệm thuốc lớn, đều nói không có thuốc trị dịch bệnh. Bên phía Hồ Hạnh Nhi không tìm thấy, Dạ Vương ngược lại có tin tức tốt. Có một vị thương nhân Miêu Cương vừa may có một số lượng lớn thuốc trị dịch bệnh, ông ta sẵn sàng quyên góp, nhưng mà, ông ta có một điều kiện, đó chính là nhiếp chính vương phi đi trị bệnh cho mẹ ông ta. Trị bệnh thì không vấn đề gì, vấn đề ở chỗ địa điểm, đó là vùng Miêu Cương đó. Miêu Cương là một nơi nổi tiếng vì nuôi cổ, hơi khác so với Miêu Cương trên lịch sử mà Thương Mai quen biết. Trước tiên, Miêu Cương này rất nhỏ, chỉ rộng khoảng bằng nửa kinh thành, nhân số chỉ có 3-4 ngàn người. Vị thương nhân Miêu Cương bán thuốc này vốn đã không ở Miêu Cương rồi, chỉ là mẹ của ông ta, là thủ lĩnh của Miêu Cương, cũng tức là mẹ ông ta là người nuôi cổ. Chị khỏi thì không sao, chị không khỏi, có thể quay về sao? Mộ Dung Khanh nhất định phản đối. Lý do rất đơn giản, Miêu Cương tuy rằng không xa, nhưng mà ít nhất cũng phải đi 5-6 ngày, khó khăn trên đường đi không nói, lại không biết vị thủ lĩnh của Miêu Cương kia bị bệnh gì, một người nuôi cổ không thể trị khỏi bệnh của mình. Nhất định không phải là bệnh nhẹ. Hơn nữa, bệnh này không biết phải trị trong bao lâu, cô rất có thể phải sinh con ở Miêu Cương. Mộ Dung Khanh sao có thể yên tâm? Thương Mai kiên quyết muốn đi, lý do cũng rất đơn giản, không còn cách nào khác. Y bảo là do ta đề ra, vậy ta chính là người khởi xướng, ta cũng là đại phu của Cục Huệ Dân, ta không có lý do gì không đi. Không thể thương lượng, Mộ Dung Khanh dứt khoát hạ lệnh nhốt Thương Mai lại. Không cho cô ra khỏi phủ nửa bước. Thương Mai tức giận nói, người không thể nhốt ta, ít nhất người cũng phải để cho ta gặp vị thương nhân bán thuốc Miêu Cương kia, để ta hỏi thử tình hình của mẹ ông ta. Mộ Dung Khanh hoàn toàn mặc kệ cô, chỉ dặn dò Linh Lợi, Địch Thủy và Hạ Vân, trông chừng cô cho kỹ, cô có thể tự do hoạt động trong vương phủ, nhưng không thể rời khỏi vương phủ, khoảng thời gian này, cũng không cho phép ai đến phủ kiếm cô. Mộ Dung Khanh khóa chặt cửa cung lại, không cho phép ai vào cung gặp hoàng đế. Trước đó hoàng đế đã bắt đầu gặp đại thần, cũng cho rất nhiều người lòng tin, Mộ Dung Khanh làm vậy, nhất định đã làm tức giận đám người đó, buổi thiết chiều sáng sớm, làm ầm ĩ cả lên. Mộ Dung Khanh ngồi trên điện, lạnh lùng nhìn đám người dưới kia hoặc là đang tức giận hoặc là đang phát biểu ý kiến, hắn không có biểu cảm gì. Sau đó, hắn đứng dậy. Chỗ ngồi của nhiếp chính vương, không phải là ở nơi ngai vàng cửu ngũ chí tôn đó, mà là ghế gỗ đàn hương điêu khắc bàn long cự mãn đặt ở bên cạnh. Đại thần nhìn hắn đứng dậy, đi đến trước ngai vàng, từ từ ngồi xuống, hắn ngẩng đầu lên, liếc nhìn đám đại thần, vẻ mặt uy nghiêm, con rồng bốn móng được thêu bằng sợi chỉ vàng trên bộ triều phục nhiếp chính vương màu đen dưới ánh nắng thông qua cửa sổ minh ngõa chiếu xuống đại điện càng trở nên lấp lánh. Hành động này, làm tất cả mọi người kinh ngạc, người đang khóc cũng quên mất khóc,
người đang làm loạn cũng quên mất việc chửi, người đang cãi nhau cũng quên mất nội dung cãi nhau, tất cả đều ngơ ngác nhìn hắn. Không được rồi, Nhiếp Chính Vương hắn làm vậy không phải đang âm mưu xoán ngôi sao? Ngươi dám ngồi lên ngai vàng, đó không phải là ngai vàng giả kế bên ngươi, mà là ngai vàng của hoàng đế. Ngoại trừ hoàng đế ra, thì chỉ có Thái Hoàng Thái Hậu ngồi qua. Tôn Đại Nhân là người đầu tiên chạy ra, chỉ vào Mộ Dung Khanh tức giận nói, Nhiếp Chính Vương, ngươi cũng to gan thật, ngươi đang muốn xoán ngôi sao? Mộ Dung Khanh lạnh lùng nhìn ông ta một cái, sau đó nhìn Thôi Đại Nhân, Thôi Ái Khanh, truyền ý chỉ của bổn vương, điều tra dịch bệnh ở Giang Đông, xem thử rốt cuộc là ai đã lấy đi hết số thuốc trị bệnh, trong vòng 5 ngày, nhất định phải có kết quả. Truyền ý chỉ của bổn vương, lời nói này, đã trực tiếp trả lời chất vấn của Tôn Đại Nhân. Đúng vậy, ý chỉ, bổn vương là muốn đoạt ngôi. Hắn tạo phản rồi. Lúc tất cả mọi người còn chưa hoàn hồn, Mộ Dung Khanh ra lệnh tiếp, lệnh lễ bộ chuẩn bị chuyện hoàng đế nhường ngôi, hoàng thượng bệnh nặng đã lâu, tuy rằng đã được vương phi bổn vương chữa trị qua nhưng đã không còn năng lực chấp chính, sau khi hoàng đế thoái vị, tạm thời sẽ do bổn vương chấp chính, sau khi thái tử đủ 16 tuổi, sẽ do thái tử tự mình chấp chính. Người đang muốn xoán ngôi mà, gan chó người cũng lớn thật. Tôn Đại Nhân chỉ Mộ Dung Khanh tức giận nói. Mộ Dung Khanh nhếch mép mỉm cười lạnh lùng, người đâu, đem tên tiểu nhân gian ác ăn nói sằng bậy này lôi xuống dưới, đánh chết. Ngươi, Tôn Đại Nhân ngơ ra, lập tức quay lại kêu gọi các vị đại thần, các ngươi nói gì đi chứ, Mộ Dung Khanh hắn đây là đang mưu phản đấy. Nhưng mà, lúc ông ta quay người lại, thì nhìn thấy đám người vừa nãy chất vấn Mộ Dung Khanh đều đã bị cấm quân bắt giữ, không nói gì được. Nghiêm Vinh dẫn người vào, bắt giữ Tôn Đại Nhân, vị này vừa mới làm quốc cữu không lâu. Vẫn không biết chết, Mộ Dung Khanh, ngươi dám. Ta là cứu cứu của ngươi, lôi công trên trời cứu công dưới đất, ngươi dám giết ta, không sợ bị sét đánh sao? Mộ Dung Khanh phất tay, tay áo màu đen lướt qua mặt mọi người, liền nghe thấy giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên, còn không lôi xuống dưới đợi gì nữa. Ngươi làm như vậy, Tôn Thái Hậu sẽ không tha cho ngươi, mẫu phi của ngươi cũng sẽ không tha cho ngươi. Tôn Đại Nhân dùng hết sức bình sinh hét lớn. Nghiêm Vinh lôi ông ta xuống. Chỉ nghe thấy âm thanh gậy gộc đánh vào da thịt, kèm theo đó là tiếng la hét thê thảm của Tôn Đại Nhân, âm thanh vọng đến điện Kim Loan, ở đó rất lâu. Mùi tanh của máu sộc vào, tranh đoạt hoàng quyền, trước giờ đều tanh mùi máu. Hành động hôm nay của Mộ Dung Khanh, không hề có dự báo gì, thậm chí, buổi thiết chiều sáng nay, hắn không có bố trí gì, chỉ ra lệnh một tiếng, nói đến thì đến, nói đoạt thì đoạt. Hắn không đăng cơ làm hoàng đế, nhưng mà hắn ngồi trên ngai vàng. Hắn không tự xưng hoàng đế, nhưng hạ chỉ cho đại thần. Hắn không phải hoàng đế, nhưng cao hơn hoàng đế. Sau khi bãi triều, mọi người run rẩy bước ra, nhìn thấy ánh mặt trời chói chang bên ngoài, vẫn không dám tin rằng, mọi thứ đã thay đổi rồi. Trong cung Hy Vi, hoàng đế nghe Lộ Công Công nói về những gì đã xảy ra trong buổi thiết triều sáng nay. Ông ta ngây ra, qua hồi lâu, mới nói với Lộ Công Công, đem qua đây đi, trẫm nên uống thuốc rồi. Lộ Công Công run rẩy lấy một cái hộp từ trong tủ, trong hộp có một viên thuốc có mùi máu tanh nồng nặc, viên thuốc này, dường như có thể thấy được có vài con sâu đang bò trên đó. Hoàng đế sau khi nuốt viên thuốc, nhìn Lộ Công Công, mỉm cười, sao hả? Chấm đoán đúng rồi phải không? Mộ Dung Khanh hắn rốt cuộc cũng tạo phản. Chương 875, chấm đến lúc chết vẫn là hoàng đế. Cơ thể của Lộ Công Công không ngừng run rẩy, khóc lóc nói, hoàng thượng. Lão nô đi trước một bước. Nhưng mà lão nô có câu nói này, bây giờ không nói, e là không còn cơ hội nói nữa. Vậy thì để ở trong bụng, chết đến hoàng tuyền cũng đừng nói ra. Hoàng đế đột nhiên thay đổi sắc mặt, hung dữ nói. Không, hoàng thượng sai rồi, hoàng thượng không nên đụng đến giới hạn của vương gia như vậy, đụng đến giới hạn của bản thân người. Người từng là một hoàng đế tốt, nhưng mà, bây giờ lại là hôn quân, hoàng thượng, người sai rồi. Người không nên lấy sinh mệnh của bách tính làm vật hy sinh cho việc tranh đoạt quyền lực, người làm trái với giáo huấn của tiên đế và Thái Hoàng Thái Hậu, làm trái với lời nói của người nói vào lúc đăng cơ. Lộ Công Công khóc lóc, ông ta đau khổ hét lên một tiếng, bao tử à, ta đến tìm ngươi đây, chúng ta trung thành một đời, không hổ thẹn với hoàng gia. Lộ Công Công nói xong, chạy về hướng cột lớn trong điện, sứt đầu máu chảy. Hoàng đế thẫn thờ nhìn người phục vụ ông ta mấy mươi năm chết trước mặt ông ta. Nhìn máu chảy trên sàn, nhuộm đỏ cả nền gạch bạch ngọc sáng bóng xếp san sát nhau trong cung Hy Vi, nở ra những bông hoa máu bi tráng.
Mộ Dung Khanh hành động nhanh chóng, Nghiêm Húc và Lương Thụ Lâm rất nhanh đã bị bắt giữ, Nghiêm Húc phản kháng bị giết chết, Lương Thụ Lâm biết thời thế, lập tức đầu hàng. Trận thay đổi triều đại bằng máu này, không hề nhuốm nhiều máu tanh, các đại thần đại khái cũng biết cách làm của hoàng đế đối với dịch bệnh, không gì có thể làm người khác đau lòng hơn bằng việc làm hại bách tính. Vào lúc thuốc trị dịch bệnh được tìm thấy, đều đã bị đốt sạch. Những tâm phúc cuối cùng trung thành với hoàng đế, đã chọn vào sinh ra tử cùng hoàng đế, có vài võ tướng, trong tay có chút binh lính, lấy danh nghĩa cứu hoàng đế giết loạn thần tặc tử, dẫn quân vào kinh thành. Nhà họ Trần, nhà họ Tiêu, lựa chọn không nhúng tay vào. Cửa lớn của phủ Nhiếp Chính Vương, luôn đóng chặt. Thương Mai trong vương phủ, nghe được tiếng chém giết bên ngoài, nghe địch thủy nói, đảng phái bảo vệ hoàng đế đã vào đến kinh thành, vương gia đích thân dẫn quân đi đánh lại. Binh lính của đảng bảo vệ hoàng đế không nhiều, chỉ trong một đêm, đã dẹp sạch hết. Giống như Tráng Tráng nói, đây là cọng rơm cuối cùng của hoàng đế. Cọng rơm này, hoàng đế không hề để ý tới, nghe thấy bại trận, ông ta chỉ lạnh lùng mỉm cười, không biết lượng sức. Đúng là không biết lượng sức, chỉ vài ngàn người giết vào kinh thành, còn không đủ cho Mộ Dung Khanh hắn nhét kẽ răng. Ông ta trước giờ đều cho rằng, cách làm tốt nhất, không cần phải xuất binh. Bởi vì vậy, lúc Mộ Dung Khanh xuất hiện ở cửa cung Hy Vi, ông ta mỉm cười đứng đón hắn ở bậc thềm đá, dường như đã đợi rất lâu. Chiến bào của Mộ Dung Khanh còn nhuốm vết máu, thắt lưng kim ngọc thắt chặt vào lưng, lưng thẳng đứng, thân hình cao to, oai phong lẫm liệt. Hắn vừa mới đi giết chóc trở về, người hắn giết là binh sĩ Đại Chu, đây là chuyện nhục nhã nhất trong đời của hắn. Nỗi nhục nhã này, hắn đổ hết cho hoàng đế. Lão thất à, đệ cuối cùng cũng ra tay rồi. Hoàng đế nhìn hắn, nụ cười giống như một âm hồn, nếu phụ hoàng nhìn thấy, nếu tổ tiên nhìn thấy, sẽ rút lại lời nói họ đã từng nói qua hay không đây? Hoàng thượng trông có vẻ rất vui. Mộ Dung Khanh mỉm cười lạnh lùng, đầu tóc của hắn rơi ra, ngọn gió thổi qua, lộn xộn như đang nhảy múa, nếu như phụ hoàng và tổ tiên nhìn thấy những gì hoàng thượng đã làm, có phải sẽ hối hận năm đó kiên quyết lập trường không lập người hiền? Một vị hoàng đế lấy sinh mệnh của bách tính làm vũ khí, không xứng làm con cháu của nhà Mộ Dung, không xứng làm hoàng đế. Tạo phản, còn có thể tìm cái cớ đường đường chính chính cho mình như vậy, cho dù ngươi ngụy biện ra sao, ngươi vẫn là loạn thần tặc tử cướp ngôi. Hoàng đế đi lên trước một bước, đứng trên bậc cao nhất của bậc thềm đá, mặc kệ gió xuân cuốn lấy y phục của ông ta, nụ cười của ông ta trông rất bi tráng, giống như chiến sĩ sắp hy sinh thân mình. Ông ta giơ tay lên, chỉ vào Mộ Dung Khanh, lớn tiếng nói, ngươi, Mộ Dung Khanh, nghịch tặc của Đại Chu, cho dù có lên làm vua, ngươi cũng sẽ bị chửi rủa ngàn năm, bách tính của Đại Chu cũng sẽ không ngừng chỉ trích ngươi. Mộ Dung Khanh vẫn mỉm cười lạnh lùng, vậy sao? Hay là, chúng ta đi nghe thử? Hoàng đế ngơ ra, híp mắt lại, tội ác lớn nhất là soán đoạt ngôi vị, loạn thần tặc tử ai cũng căm hận đến tận xương tủy, cho dù chấm bất tài, bách tính cũng sẽ chỉ chửi rủa ngươi. Cho nên, bổn vương muốn mời hoàng thượng chờ đợi hai ngày, đích thân đi nghe thử bách tính nói gì. Mộ Dung Khanh mặt tối sầm lại, ra lệnh, người đâu, trông chừng hoàng thượng thật tốt, không cho phép người bước ra khỏi cung Hy Vi nửa bước. Mộ Dung Khanh, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn giết chấm, cứ tới giết, chết dưới tay ngươi, chấm chấp nhận. Hoàng đế chỉ vào Mộ Dung Khanh chửi mắng nói. Hoàng thượng biết bản thân khó có thể sống nên ép bổn vương giết người. Nhưng mà bổn vương sẽ không giết người, là một người khác. Mộ Dung Khanh nói xong, cuốn lấy chiến bào, sải bước ra ngoài. Cửa điện cung Hy Vi đóng chặt lại, thi thể của Lộ Công Công được khiêng ra, Mộ Dung Khanh nhìn một cái, nặng nề nói, an táng thật tốt. Dạ, Nghiêm Vinh vâng lệnh đi làm. Hoàng đế ngồi trong cung điện u tối, một lần duy nhất, ông ta tin lời tiên đế. Phụ hoàng à, người nhìn lầm người rồi, người cũng đã dẫn dắt sai nhi thần, người từng nói qua, lão thất hắn bất cứ lúc nào, cũng sẽ không mưu phản, nhìn thấy rồi chứ. Lần này, chấm cược thua rồi. Ông ta quỳ trên đất, tức giận kêu gào. Chuyện dịch bệnh, ông ta làm hết sức mình, muốn Mộ Dung Khanh hắn mất hết uy tín, muốn hắn giống như chó mất nhà bị bách tính đuổi đánh chửi rủa. Ông ta cược Mộ Dung Khanh hắn sẽ không tạo phản, cược hắn sẽ giống như bình thường, tuy tức giận nhưng không thể làm gì ông ta, bởi vì Mộ Dung Khanh hắn cần mặt mũi, cần danh tiếng, hắn sẽ không gánh lấy tội danh giết vua. Một bước, chỉ thiếu một bước nữa, ông ta có thể thoát ra khỏi cái bóng của Mộ Dung Khanh, làm lại từ đầu ngồi lại trên ngôi vị đế vương, còn Mộ Dung Khanh hắn, cho dù không chết,
cũng sẽ trở thành chó không nhà, sẽ không còn năng lực làm gì nữa. Cũng tốt thôi, để các người xem thử, cái người các người luôn khen ngợi là một người ác độc đến cỡ nào, các người đã sai hết rồi. Ông ta cười lớn, tiếng cười âm u quỷ dị, Đam Mỹ Hài. Chấm vốn dĩ có thể đợi đến lúc chấm chấp chính, mới đối phó hắn, đến lúc đó, chấm có cửa thắng, nhưng mà chấm không thể đợi, không thể để hắn lấy hết mọi công lao mà đi, như vậy, cho dù chấm chấp chính lại, cũng không cách nào đập vỡ thần thoại của Nhiếp Chính Vương hắn, hắn không phải là hoàng đế, lại thắng hoàng đế, cao hơn hoàng đế. Chấm nhất định phải làm như vậy, chấm muốn Mộ Dung Khanh hắn trở thành chuột qua đường, trở thành tội nhân của Đại Chu, trở thành tội nhân đã hại chết người bệnh trong dịch bệnh Giang Đông, chỉ có như vậy, chấm vẫn là vị minh quân giống như trước, tất cả tội danh, đều để Mộ Dung Khanh hắn gánh lấy hết. Nhưng mà Mộ Dung Khanh hắn sao dám tạo phản, sao dám vào buổi thiết triều sáng sớm ngồi trên ngai vàng. Tốt, tốt, người đích thân mang lấy tội danh loạn thần tặc tử, cho dù chấm không cần tính mạng này, cũng phải khiến Mộ Dung Khanh người thân bại danh liệt, biến thành nghịch tặc. Ông ta lại cười nham hiểm, ánh sáng xuyên qua cửa sổ minh ngõa dọi xuống, chiếu vào khuôn mặt nham hiểm điên cuồng của ông ta, chấm cho dù chết, cũng phải kéo ngươi chết cùng. Tiếng cười của ông ta vọng lại khắp cung điện rộng lớn, tiếng vọng lại càng âm u, có một loại khí lạnh, tỏa ra từ tất cả ngóc ngách, ông ta từ từ đi đến bên giường, sờ tấm chăn được thêu rồng trên đó, chấm là hoàng đế, đến hôm chết, vẫn là hoàng đế, chấm sẽ không thoái vị. Chương 876, Hoàng đế băng hà. Mộ Dung Khanh không trở về phủ mà ở lại trong cung. Các đại thần lần lượt được truyền đến, cuối cùng là lễ bộ thượng thư và thiên giám giám chính. Trong nhân dân, một bài hịch do viên đại học sĩ công bố thảo phạt hoàng đế hiện nay, hịch văn trực tiếp chỉ trích hoàng đế không quan tâm đến sống chết của bách tính, đốt dược liệu để chữa bệnh làm cho dịch bệnh lây lan ở Giang Đông, thực ra mục đích là vì muốn gọi kêu gọi dừng y bảo. Mộ Dung Khanh không trở chuột qua đường, hoàng đế lại trở thành chuột qua đường. Trong lúc này Mộ Dung Khanh chuẩn bị tổ chức lễ cúng tế trời. Từ khi triều đại Đại Chu mở ra, nghi lễ tế trời đều do hoàng đế chủ trì. Hoàng đế vẫn chưa thoái vị, vì vậy, lễ tế trời này ông ta phải tự mình đến. Mộ Dung Khanh cưỡi ngựa mở đường, Loan Giá theo sau, cấm quân duy trì trật tự dọc đường đi, hoàng đế ngồi trên Loan Giá, nghe bách tính hai bên mắng ông ta. Khuôn mặt lạnh lùng, bình tĩnh của ông ta cuối cùng cũng xuất hiện một chút vết nứt. Ông ta nắm chặt tay, trong lòng liều mạng hét lên, chấm không muốn đốt dược liệu, là đám người ngu đốt tự cho mình là trung thành làm. Trên tế đàn, gió lạnh thổi phần phật. Từ sau lễ thanh minh, thời tiết đã dần trở nên ấm hơn, nhưng hôm nay đột nhiên có không khí lạnh bổ sung, khiến quần áo bông vừa cởi xuống lại phải mặc lên. Hoàng đế mặc áo long bào, được người khác dìu từng bước đi lên tế đàn. Lần trước, ông ta lên tế đàn, lúc đó, người ông ta phòng bị là Lão Bát, Lão Thất bảo vệ ông ta. Bây giờ, lần này, kẻ địch của ông ta là Lão Thất, nhân sinh đúng là nực cười. Ông ta nhìn Mộ Dung Khanh, mỉm cười, thất đệ, tất cả như ý nguyện rồi, cảm thấy thế nào? Bách tính ở phía dưới, chỉ vào ông ta mà mắng, ông ta là hoàng đế của Đại Chu, nhưng không ai quỳ lạy, chỉ có tiếng mắng chửi. Bổn vương chỉ cảm thấy, thiên đạo tuần hoàn, báo ứng không sai. Mộ Dung Khanh lạnh lùng nói. Hắn chỉ vào bách tính phía dưới, người có thể nghe thấy bọn họ nói gì không? Không nghe thấy, tiếng gió quá lớn, nhưng người có nhìn thấy trên khuôn mặt của bọn họ là cái gì đúng không? Hoàng đế nhìn theo hướng chỉ tay của hắn, trên mặt là một nụ cười lạnh lùng. Mộ Dung Khanh nghiến răng nghiến lợi nói, là chán ghét, là thống hận, là hận không thể giết chết người. Hoàng đế nhìn khuôn mặt của mỗi người, thực ra, quả thực là quá xa, ông ta không nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt của mỗi người. Ông ta chỉ nhớ, lễ tế trời mỗi năm, phía dưới đều có bách tính hô vang vạn tuế. Ông ta chỉ nhớ về những năm tháng tốt đẹp đó. Lão Thất, ngày mà ngươi ngồi lên ghế long, chấm đã biết được ngươi muốn giết chấm. Hoàng đế từ từ di chuyển ánh mắt lên khuôn mặt của Mộ Dung Khanh, nhìn khuôn mặt rất giống mình, nhưng còn anh tuấn hơn mình hồi trẻ. Những năm tháng đã qua đột nhiên hiện lên trong đầu chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy. Ông ta khẽ thở dài, chấm vẫn luôn yêu thương ngươi, tin tưởng ngươi như vậy. Chấm đã từng nói với Thái Hậu, nếu như nói ở thiên hạ này người mà chấm yên tâm nhất chỉ có ngươi, vì vậy, chấm bị trọng bệnh, giao Giang Sơn cho ngươi. Ngươi lại không tin, nếu như ngươi tin, ngày hôm nay sẽ không thành như thế này. Mộ Dung Khanh lạnh lùng nói. Tin, chấm đã từng tin. Hoàng đế cảm thấy gió ngày càng lớn, mây đen kéo đến, giống như có yêu quái cắt ngang trời xuất thế,
bầu trời lập tức trở nên đen kịt, đều nói chấm đa nghi, đều nói chấm sợ công thần, võ tướng, nhưng chấm có thể không sợ sao? Giang Sơn này, là tổ tiên đời trước của Mộ Dung gia ta dùng máu để giành được, chấm vẫn luôn cho rằng ngươi không thích hợp làm hoàng đế, ngươi không đủ tàn nhẫn. Ông ta nhìn Mộ Dung Khanh với đôi mắt giống như được nhuộm bởi sự hận thù, đột nhiên mỉm cười, nhưng, chấm đã sai rồi, làm hoàng đế không phải cứ tàn nhẫn là được, chấm đọc chính sách mà ngươi đệ trình lên, chấm không thể không nói, phụ hoàng phải nói ngươi thật sự có tài của bậc đế vương, vậy thì, chấm càng phải giết ngươi, cái này không liên quan đến sự tín nhiệm. Vậy thì có liên quan đến cái gì? Mộ Dung Khanh lạnh lùng hỏi. Hoàng đế khẽ cười, đó là tranh chấp giữa các thiên tử, chấm ngồi trên ngai vàng bao nhiêu năm, không thể khiến người khác cho là, Mộ Dung Khanh người không thể thích hợp làm hoàng đế hơn ta. Mộ Dung Khanh nhìn khuôn mặt của ông ta hiện lộ ra sự hung ác, chỉ tiếc là, người thua rồi, bổn vương sớm đã nắm quyền rồi. Hoàng đế nhìn hắn, khẽ lắc đầu, người không thắng, chấm cũng không thua. Ồ, Mộ Dung Khanh cười khẩy, người hãy nhìn bách tính ở phía dưới, người thật sự không thua sao? Chấm không thua, những điều mà chấm nhìn thấy hôm nay tất cả đều do Mộ Dung Khanh người cố ý tạo ra, tì vết không che được ánh ngọc, chấm đăng cơ nhiều năm như vậy, dốc sức vì đất nước, có công với Giang Sơn xã tắc, một chút khuyết điểm không thể ảnh hưởng đến tài đức của chấm. Sau nhiều năm, bọn họ chỉ nhớ những chuyện mà chấm đã làm cho Đại Chu, hoàng đế sau này, vì chấm là phụ thân của hắn, hắn sẽ để sử quan ghi chép lại công lao to lớn của chấm, bút tích này sẽ được lưu truyền. Vậy sao? Mộ Dung Khanh nhìn chằm chằm vào ông ta, nhưng có một ngày bổn vương sẽ yêu cầu sử quan viết sự thật. Hoàng đế bật cười, cười xong lại lắc đầu, người đó, rốt cuộc vẫn có chút non nớt, ngươi nên thắng, nhưng, ngươi quá căng thẳng với việc cầm quyền trị quốc, ngươi quá lo lắng không ngừng bồi dưỡng nhân tài, thế lực cho thái tử, ngươi không có phòng bị hắn. Sắc mặt Mộ Dung Khanh có chút thay đổi, có ý gì? Đồng mệnh cổ, hoàng đế ghé vào tai hắn, khẽ nói, không phải chỉ có Tôn Phương Nhi hiểu. Còn có người khác cũng hiểu, chấm đã uống tử cổ, mẫu cổ ở trên thân thể ai biết không? Ai là người hạ sâu độc, có biết không? Giọng nói của ông ta dường như không mang một chút ấm áp nào, hơi lạnh trực tiếp phả ra, Mộ Dung Khanh chỉ cảm thấy cả người nổi hết cả da gà, không khỏi run rẩy, mẫu cổ là Thương Mai. Hoàng đế bật cười, đắc ý nhìn hắn, mẫu cổ là hạ Thương Mai, một khi sâu con chết, sau 7 ngày mẫu cổ cũng sẽ chết, người hạ sâu độc đã chết trong Hy Vi Cung, hắn ta chết rồi. Độc này không ai có thể giải được, Hạ Thương Mai sẽ chết, đứa con trong bụng nàng ta cũng sẽ chết, còn có, không phải ngươi vẫn luôn tò mò, tại sao chấm phải lấy Hồ Hoan Linh sao? Không sai, chấm là vì bạc của nàng ta, số bạc kia làm gì? Có bạc sẽ có người bán mạng vì ngươi, làm một số chuyện không quang minh chính đại chấm đã treo thưởng cho người khác 10 vạn, giết Nam Hoài Vương, chấm đối xử với phu thê hai người rất tốt, để một nhà ba người của người đoàn tụ dưới địa phủ. Ngươi, Mộ Dung Khanh tức giận, túm lấy vạt áo trước của hoàng đế. Hoàng đế cười, vô cùng đắc ý nói, không dám giết chấm. Ngươi ra tay đi, dưới ánh mắt của mọi người, tự tay giết chết chấm. Khuôn mặt của Mộ Dung Khanh tái mét, nghiến răng, cắn môi đến mức chảy cả máu. Hắn không ra tay, nhưng hoàng đế lại đột nhiên hét lên, Mộ Dung Khanh, ngươi lại dám giết vua. Cái đầu nghịch tặc này. Mộ Dung Khanh buông ông ta ra. Không dám tin nhìn cổ ông ta chảy máu, từ từ rỏ xuống. Trên khuôn mặt ông ta là nụ cười vui sướng, lão thất, chấm chết rồi, mang theo tiếng xấu, ngươi cũng sẽ chết, ngươi cũng sẽ mang tiếng xấu, ngươi còn phải tận mắt nhìn thấy Hạ Thương Mai chết, chấm thắng rồi. Ông ta vừa nói, máu trên cổ vừa chảy ra, giữa hai ngón tay của ông ta có một con dao nhiễm máu, tay của ông ta từ từ thả ra, con dao rơi xuống đất. Hoàng đế nhìn mây đen trên bầu trời. Càng ngày càng dày, sắp mưa rồi, thật tốt, trở rời rồi, chấm băng hà rồi, dở trời rồi. Chương 877, Thương Mai đi Miêu Cương. Tất cả mọi người đều nhìn thấy hoàng đế chết trong tay Mộ Dung Khanh, Lễ Thân Vương ở một bên, cách bọn họ không xa, mặc dù không nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng lại nhìn thấy hoàng đế tự cắt cổ mình. Hắn ta ngăn các đại thần đang tiến lên, trầm giọng nói, không được đến gần, bổn vương nhìn thấy rất rõ, lão thất không giết vua. Hoàng thượng là tự sát. Không có ai tin, nhưng nhìn thấy cấm quân và phòng vệ binh đi tuần tra quanh thành, lại nhìn Mộ Dung Khanh đang nắm binh quyền, có người hét lớn, Hoàng thượng lấy cái chết để tạ tội. Hoàng thượng lấy cái chết để tạ tội. Hoàng thượng lấy cái chết để tạ tội. Bách tính ở phía dưới không nhìn được động tĩnh ở trên tế đàn, nghe thấy trên tế đàn hét Hoàng đế lấy cái chết để tạ tội,
tiếng mắng chửi của mọi người đều lắng xuống. Yên tĩnh giống như chết vậy, dần dần tản ra. Một bóng người từ trên tế đàn bay xuống, phi thẳng đến vương phủ. Thương Mai là mẫu cổ, một khi tử cổ chết, 7 ngày sau mẫu cổ cũng sẽ chết. Trong đầu hắn vẫn luôn vang vang một câu, không thể, không thể, không thể. Sau khi về đến phủ, hắn lật người xuống ngựa, lao vào như cơn gió lốc, lớn tiếng hét lên, Thương Mai, Thương Mai. Ma ma vội vàng ngăn Mộ Dung Khanh lại, vương ra. Thương Mai đâu, đang ở đâu, khuôn mặt Mộ Dung Khanh sắp bốc hỏa lên. Ma ma tức giận nói, cái tên tiểu tử đáng chết Ngô Yến Tổ, dẫn vương phi trốn ra ngoài, chỉ để lại một dòng chữ nói là muốn đi Giang Đông. Cái gì, Mộ Dung Khanh gầm lên một tiếng, chỉ có Ngô Yến Tử và Thương Mai đi. Còn có tiểu đao, cũng không biết ám vệ có đi theo không, Linh Lợi, Địch Thủy và Hạ Vân đã đuổi theo rồi. Đi lúc nào, Mộ Dung Khanh kiềm chế sự tức giận và sợ hãi hỏi. Vừa đi hôm qua, vẫn luôn cho người vào cung tìm vương gia, nhưng đều không vào được. Ma ma cũng vô cùng lo lắng. Nghiêm Vinh, Nghiêm Vinh, Mộ Dung Khanh quay người chạy ra ngoài. Hắn ta vừa chạy đến cửa phủ, thì cảm thấy ngực đau nhói, trong đầu cũng lóe lên một vài hình ảnh, một vũng máu hiện ra, sau đó là lão bát nằm trong vũng máu. Hắn đứng yên, lắc đầu, cảm giác chóng mặt ập đến. Vương gia, sao vậy? Nghiêm Vinh chạy đến cửa, thấy Mộ Dung Khanh có điểm không đúng, vội vàng đến đỡ hắn. Thương Mai không đi Giang Đông mà đi Miêu Cương. Ngô Yến Tổ che đậy giúp cô chạy trốn, hai thầy trò còn có Đao lão đại. Lái xe ngựa đi ra khỏi thành, lúc đó, Mộ Dung Khanh vẫn đang chuẩn bị chuyện lễ tế trời. Trước khi đi, đã thương lượng với Dạ Vương phụ trách đi tìm người buôn bán thuốc kia, nói là trước đây cô đã đến Miêu Cương, nhờ hắn ra điều một ít thuốc về Giang Đông. Người buôn bán thuốc kia đã đồng ý, nói sẽ điều một nửa qua, đợi đến khi cô đi đến Miêu Cương, cho dù có thể trị khỏi được hay không, cũng đều sẵn sàng vận chuyển số thuốc còn lại qua, nhưng nếu như chữa không khỏi, sẽ thu tiền số thuốc đã bỏ ra, lấy cao hơn một nửa giá thị trường. Bụng Thương Mai đã lớn, ngồi xe ngựa cũng không tiện, nhưng lúc này, ngoại trừ cưỡi ngựa thì đi nhanh nhất chính là xe ngựa. Sư phụ, hay là nghỉ ngơi một chút. Tối qua không ở nhà trọ, chỉ là tìm một ngôi nhà hoang ở gần đó ngủ một đêm, Thương Mai ngủ không được ngon, hôm nay sắc mặt không được tốt. Ngô Tổ Yến thấy cô như vậy, cũng có chút đau lòng. Không sao, đi thêm một giờ nữa rồi nghỉ ngơi. Thương Mai nói, sông trong nhung lụa mấy tháng, đột nhiên đi đường vất vả như vậy, cô quả thật có chút không thích ứng được, nhưng, vẫn có thể kiểm soát được. Đao lão đại cũng thông cảm cho Thương Mai, chọn con đường dễ đi, tránh được rất nhiều lắc lư, sóc này. Đến gần trưa, ba người mới dừng lại ở một trấn nhỏ để dùng cơm. Vương gia biết được, nhất định sẽ tức giận, Đao lão đại nhịn nửa ngày, trừng mắt nói với Ngô Yến Tổ. Ngô Yến Tổ cười ha ha nói. Nhưng chúng ta là đại phu thì phải chữa bệnh cứu người. Thương Mai liếc nhìn Ngô Yến Tổ, đối với Ngô Yến Tổ mà nói, không có gì quan trọng bằng chữa bệnh cứu người, nhớ lại năm đó ông ta ở Thanh Châu, đóng giả thành một đại phu thành thục, trầm ổn để chữa trị cho cô. Đương nhiên là vì tiền thưởng, nhưng tinh thần vì chữa bệnh cứu người mà không màng tất cả của ông ta rất đáng học tập. A Tổ, người có muốn vào cục huệ dân không? Thương An hỏi. Ngô Yến Tổ sững sờ, vào cục huệ dân. Sư phụ ghét bỏ đồ nhi sao? Thương Mai cười, lắc đầu, không phải ghét bỏ ngươi, chỉ là cảm thấy ngươi nên có một thành tích. Y thuật của cục huệ dân bây giờ không tính là chính, phải cần có một người để làm hướng dẫn, đương nhiên, Ngô Yến Tổ đi vào cũng chỉ có thể làm từ đại phu. Nếu như có một ngày, ông ta có thể làm được thự chính của cục huệ dân, vậy thì có thể mở ra một tiền lệ cho nghề y ở Đại Chu. Đao lão đại thấy Ngô Yến Tổ vẫn đang suy nghĩ. Liền nhắc nhở, người vào cục huệ dân trộn lẫn được tiền đồ, thì có thể làm quan. Làm quan, Ngô Tổ Yến xua tay, ta không muốn làm quan, ta là đại phu. Thương Mai nói, người vào được cục huệ chính cũng là chữa bệnh cứu người, đương nhiên rồi, nếu như người có thể làm tốt, thì có thể dựa vào thân phận của người giúp đỡ rất nhiều người. Đồ nhi không hiểu, Ngô Yến Tổ không hiểu chuyện quan chức, càng không biết Thương Mai có ý muốn bồi dưỡng hắn ta trở thành thư chính của cục huệ dân. Thương Mai cười, sau này sẽ hiểu, đừng nói nữa, mau ăn đi, ăn xong rồi còn lên đường, có thể không kéo dài thời gian thì đừng kéo dài thời gian, một bộ phận thuốc gửi qua chống đỡ không được quá lâu. Ngô Yến Tổ cười, sư phụ, người đúng là có lòng nhân từ, bản thân vất vả như vậy, vẫn nghĩ đến bệnh nhân ở Giang Đông.
Thương Mai nhìn hắn, ta bị ngươi ảnh hưởng rồi, hoặc nói là ngươi nhắc nhở ta, để ta nhớ thân phận đại phu của ta. Sau khi đến cổ đại, cô sa vào những cuộc tranh đấu và những âm mưu, gần như đã quên mất đi thân phận của mình. Cô là bác sĩ, trách nhiệm của bác sĩ là chữa bệnh cứu người, không có bất kỳ chuyện gì có thể quan trọng bằng chuyện này. Từ sau khi tuyên thệ, đã nhận định cô phải gánh lấy cái sứ mệnh này, làm việc nghĩa không được chùn bước. Ngô Yến Tổ cười, Đồ Nhi đã được nghe chuyện của Ôn Yến đại phu, mới lập chí làm một đại phu, y thuật của Đồ Nhi không tốt, vẫn luôn muốn kiếm được nhiều bạc để bái sư, bây giờ được sư phụ thu nhận, truyền dạy y thuật, Đồ Nhi đúng là có phước ba đời. Thương Mai sững sờ, bái sư cần phải có bạc sao? Ngô Yến Tổ cười khổ, sao lại không cần bạc chứ? Người cho là các đại phu ở trong y quán sẽ tùy tiện nhận đệ tử sao? Đồ Nhi ở y quán lăn lộn một trận mới được học, Đồ Nhi chịu khổ như bây giờ nhưng cũng không học được gì, bởi vì không đưa bạc thì ai dạy mình? Chỉ có thể học một vài thứ vớ vẩn mà thôi. Thương Mai vẫn luôn cho là, chỉ cần vào được y quán làm dược đồng là có thể được sư phụ truyền dạy, chẳng trách y thuật của Đại Chu lại lạc hậu như vậy, mỗi đại phu đều đóng cửa, tự bó buộc mình, sao có thể tiến bộ được chứ? Mấy năm nay, không biết tâm huyết của bao nhiêu đại phu không được lưu truyền lại. Nghĩ đến đây, Thương Mai càng cảm thấy Huệ Dân Cục chiêu mộ dược đồng và y sĩ, chính sách dạy miễn phí y thuật cần phải nhanh chóng thúc đẩy. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho y thuật của Đại Chu tiến bộ, khiến cho nhiều bệnh nhân nhận được ân huệ. Chương 878, tại sao lại trúng cổ? Miêu Cương mà Thương Mai biết, là khu vực thuộc Tây Nam nước Tê, Miêu Cương có vài tỉnh. Nhưng, Miêu Cương của Đại Chu lại chỉ là một khu vực nhỏ. Hoặc là nói, khu vực Miêu Cương rất rộng, nhưng nơi có người ở lại ít, nửa kinh thành lớn như vậy, mấy ngàn người sống vô cùng tùm, gần như là vây với nhau ở một chỗ. Khu vực Miêu Cương, có dãy núi nhấp nhô triền miên, có rừng rậm tùm, vài con suối nhỏ ngoằng ngoèo chảy ra từ trong núi, phong cảnh vô cùng mỹ lệ. Nhưng, chỗ có người sống ở Miêu Cương nằm ở trên núi cao, nơi đó quanh năm trướng khí trải dài, người ngoài gần như khó mà vào được. Trừ phi, có người Miêu Cương đến tiếp ứng, sau đó uống thuốc giải trừ trướng khí. Lộ trình 6 ngày, đám người Thương Mai dùng đến hơn 7 ngày, đến buổi sáng ngày thứ 8 mới leo đến lưng chừng núi. Từ lưng chừng núi nhìn lên, chỉ thấy mây mù giăng lối, vẻ đẹp hệt như tiên cảnh. Thương Mai dựa ở trước một gốc cây cổ, thở hổn thở hển. Cho dù không phải đang mang thai thì leo một ngọn núi dốc đứng như vậy cũng là vô cùng tốn sức với cơ thể, chứ đừng nói là bây giờ đang vác cả cái bụng to. Đao lão đại rất lo lắng, nghỉ ngơi thêm chút đi. Thương Mai biết mình thật sự không chịu nổi, nhưng cũng không có lập tức ngồi xuống, thở vài hơi, đợi hơi thở thuận hơn chút rồi, mới từ từ ngồi trên tảng đá. Ngô Yến Tổ đưa túi nước ra bỏ tới, uống chút nước đi. Thương Mai nhận lấy, chậm rãi mà uống, liên tục uống mấy ngụm nhỏ. Đao lão đại nói, Vương Phi, người uống mạnh vào mới giải khát được. Ngô Yến Tổ nói, người hiểu cái gì? Sư phụ lúc này còn chưa thuận khí lại, uống mạnh vào bị sặc thì làm sao? Đao lão đại cười ngược, là vậy à? Các người làm đại phu thì biết nhiều, bình thường ta uống nước đều uống ngụm lớn. Cảm thấy thế nào? Ngô Yến Tổ quan tâm mà hỏi Thương Mai. Thương Mai nói, không sao, nghỉ ngơi một chút là có thể đi tiếp rồi. Ngô Yến Tổ nói, nếu như không khỏe thì phải nói ra ngay. Ông ta nhìn lên núi, chúng ta đi bộ chậm, còn phải đi khoảng một canh giờ nữa. Đao lão đại thắc mắc mà nói, người của Miêu Cương đều biết Vương Phi chúng ta tới chữa bệnh, tại sao còn chưa xuống tiếp ứng chứ? Uống thuốc trước, lát nữa đi vào dãy núi trướng khí rồi. Ngô Yến Tổ móc đan dược ra, ba người cùng uống. Sau khi uống thuốc xong, nghỉ ngơi một hồi, rồi lại bắt đầu lên đường. Thể lực của Thương Mai từ từ không chịu được nữa, gian nan lắm mới đi được một bước, tim đập rất nhanh, đau đầu, chảy nước mũi, hô hấp rất khó. Thiếu oxy rồi. Thương Mai thở nhỏ thở nhẹ, điều tiết hơi thở, cố gắng kìm nén đi sự không khỏe. Vương Phi, đi được không? Đao lão đại lo lắng mà hỏi. Thương Mai dựa vào gốc cây, sắc mặt trắng bệch cực kỳ, hai, thể chất ta thật quá tệ rồi. Mặt trời sắp xuống núi rồi, sau khi mặt trời xuống, trong núi sẽ lạnh, sư phụ, hay là ta và tiểu đao khiêng người lên. Cõng thì không được rồi, bụng lớn như vậy, cõng sẽ đụng đến bụng. Đao lão đại nghe vậy, không nói không rằng mà lấy đao ra chém loạn xạ ở giữa núi. 10 cây gỗ to bằng cánh tay, từng sợi dây leo rắn chắc, cột bó gỗ lại thành một cái ghế dài,
lưng dựa hai tay vịn đều được cột vào, hai bên mỗi bên được xuyên qua một cây gỗ rất dài, tuy đơn giản nhưng nhìn vô cùng kiên cố. Đao lão đại dìu Thương Mai ngồi lên, để Ngô Yến Tổ khiêng ở đằng trước, hắn thì ở sau. Bởi vì là lên núi, trọng lượng đương nhiên sẽ đè ra phía sau, Ngô Yến Tổ khiêng ở đằng trước là vô cùng nhẹ. Suy cho cùng cũng là người trẻ, khiêng một thai phụ có trọng lượng nhẹ như Thương Mai, thì vẫn có thể đi như bay ở trên núi. Cuối cùng cũng vượt qua vùng chướng khí, vào đến một bình cốc. Một con suối nhỏ ngăn cách khu dân cư và rừng rậm, con suối rộng khoảng 3 trượng, nói nghiêm túc thì có thể gọi là sông rồi. Nước sông chảy vô cùng khoan khoái, bởi vì được chảy từ trên núi cao, nên dòng thủy lưu tương đối gấp gáp. Trên dòng sông có bắt một cây cầu độc mộc, ở đối diện cây cầu có vài nam tử trẻ tuổi, mặc áo vải thô màu đen, nhưng chiếc áo được thêu thùa rất nhiều, nhìn xa xa đã cảm thấy thêu thùa rất tinh xảo. Trong mấy nam tử trẻ tuổi đó, có một nữ nhân tóc bạc, mặc áo màu xanh, chiếc áo đơn giản không có thêu thùa và hoa văn, búi tóc cao, trên búi tóc cao có đội một mũ quan bằng bạc, một cây châm bạc xuyên qua mũ quan. Đôi mắt bà ta cong cong, khuôn mặt hiền từ, nhìn mái tóc thì chắc đã 70 tuổi rồi, nhưng làn da bà ta láng mịn, khóe mắt có nếp nhăn như đuôi cá, bà ta nở nụ cười, nếp nhăn đó vậy mà lại khiến người ta cảm thấy đẹp đẽ hiền hòa. Thương Mai vội nói, mau để ta xuống. Nhưng Ngô Yến Tổ lại nói, khiêng qua đó đi, cây cầu độc mộc này khó đi. Nói xong, hai người liền đi qua cây cầu độc mộc, Thương Mai nhìn dòng sông chảy xiết bên dưới, đầu óc choáng váng, hơi thở cũng càng lúc càng gấp gáp. Sau khi xuống đất, cô gần như là đứng không vững. Ngô Yến Tổ nhanh chóng dìu lấy cô, nhìn bà tóc bạc đó, bà, bọn ta đến rồi. Bà tóc bạc nở nụ cười, nhìn Thương Mai. Thương Mai cố gắng thi lễ, tham kiến bà, xin bà dẫn đường. Cô cảm thấy, vị bà này và mấy nam tử trẻ tuổi này chắc là đến đón bọn họ vào thôn. Người vẫn ổn chứ, bà tóc bạc lên tiếng hỏi thăm, thanh âm rất nhu hòa. Thương Mai nói, tạ bà quan tâm, đi đường tuy mệt một chút nhưng vẫn gắng gượng được. Cô vừa nói xong thì lại choáng váng mặt mày, cảm thấy lồng ngực đau nhói. Bà tóc bạc một tay đỡ lấy cô, người đã trúng đồng mệnh cổ, người là mẫu cổ, tử cổ chết rồi. Thương Mai ngạc nhiên, cái này không thể nào. Cô trúng cổ từ khi nào? Bà tóc bạc không trả lời, bảo Ngô Yến Tổ và Đao lão đại dìu cô vào thôn. Những ngôi nhà ở đây nối tiếp nhau, đều được xây dựng bằng gỗ, nhưng những công trình kiến trúc này tuyệt đối không hề đơn giản, ngược lại còn rất đẹp. Ở bên ngoài nhìn thì thấy căn nhà rất nhỏ, nhưng sau khi đi vào thì lại cảm thấy vô cùng rộng rãi sáng sủa. Bà tóc bạc bảo Ngô Yến Tổ dìu cô lên trên giường ở trong nhà. Sau đó ngồi ở bên giường chẩn mạch cho cô. Bà, thế nào? Ngô Yến Tổ hỏi. Thương Mai nhìn Ngô Yến Tổ một cái, ông ta hình như có quen với bà tóc bạc này. Thời gian sắp tới rồi, 7 ngày sau khi tử cổ chết, mẫu cổ sẽ chết, ngày thứ 2 sau khi các người rời kinh thì tử cổ đã chết rồi. Bà tóc bạc nói. Thương Mai vẫn không thể tin, tử cổ là ai? Bà tóc bạc nhìn cô, Hoàng đế Đại Chu. Thương Mai chấn kinh mà không nói nên lời, chỉ nhìn bà tóc bạc, đôi mắt bà ta sâu thẳm, nhìn không thấy đáy hệt như biển lớn, cũng không nhìn thấy điểm cuối. Người trúng cổ khi nào thì lão thân không biết, nhưng người có thể nhớ lại một chút xem, có ăn qua một loại thực vật nào tanh ngọt không, cổ trùng của đồng mệnh cổ có thể thêm vào đồ ăn ngọt, che đi mùi tanh của nó, nếu như ăn cùng đồ ăn ngọt thì cổ trùng sẽ đặc biệt đầy sức sống, có thể nhanh chóng phát sinh hiệu quả. Thương Mai cố gắng nhớ lại, khoảng thời gian này, cô đã ăn qua không ít đồ ngọt, nhưng ở trong phủ chắc là không ai hạ cổ với cô đâu, không lẽ bên trong phủ có gian tế mà chưa tra ra được. Cô đột nhiên nhớ đến đêm trước khi Tráng Tráng thành thân một ngày, Tập Thái Phi lệnh người đưa đồ ăn ngọt đến, lúc ăn, cũng cảm thấy có chút mùi vị không đúng lắm, nhưng lúc đó mình vẫn đang trong thời kỳ phản ứng mang thai, nên không để ý. Là Tập Thái Phi. Chương 879, Ôn Yến Đại Phu. Bà tóc bạc nhìn thấy thần sắc lo lắng lộ ra trên khuôn mặt cô, mỉm cười nói, không sao đâu, nếu ngươi đã đến Miêu Cương rồi, chỗ này đều là cao thủ giải cổ, ngươi sẽ không sao đâu. Thương Mai vô cùng áy náy mà nói, ta vốn là đến để chữa bệnh, không ngờ còn cần các người cứu ta, không biết có thể đưa ta đi bái kiến thủ lĩnh một chút không? Một nam tử ở bên cạnh chợt cười phụt, nói bằng tiếng Đại Chu không được chuẩn lắm, vị này chính là thủ lĩnh của bọn ta, bà ấy là Văn bà. Văn bà, Thương Mai vội vàng bái kiến, thất kính rồi, không phải nói bà đã bệnh rồi sao?
Văn bà nói, lớn tuổi rồi, có chút bệnh vặt, đứa con nuôi kia của ta cũng là quá lo lắng rồi. Ồ, hóa ra vị tốt bụng kia chính là con trai nuôi của bà. Thương Mai nói, cũng thật tâm kính phục người buôn thuốc đó, vì mẹ nuôi của mình mà có thể quyên góp lô thuốc lớn như vậy. Đại Chu trước giờ chỉ quốc bằng nhân hiếu, hoàng đế còn chưa làm được hai chữ này, nhưng bá tánh Đại Chu có thể làm được. Phải, Văn bà gật đầu nói, vẻ mặt vui vẻ. Thương Mai hỏi, Văn bà cũng biết y thuật sao? Hồi nãy trông bà bắt mạch cho ta, động tác vô cùng thuần thục. Người trẻ tuổi ở bên cạnh lại cười, đó là đương nhiên, Văn bà là đại phu, chữa bệnh cứu người mấy chục năm rồi, danh tiếng khắp lục quốc. Thương Mai cười cười, chỉ nói người trong Miêu Cương chưa nhìn thấy qua sự đời gì, làm gì biết cái gì gọi là danh tiếng khắp lục quốc thật sự chứ. Văn bà nói, người nghỉ ngơi một chút đi, lão thân đã kêu người sắc thuốc rồi, có thể tạm thời đàn áp đi cổ trùng trong người ngươi, người yên tâm, số thuốc này và cổ trùng này đều sẽ không tổn hại đến con của ngươi. Đa tạ Văn bà, Thương Mai cảm kích mà nói, ngừng lại một hồi, cô lại nói, nếu ta đã tới chữa bệnh thì chi bằng, để ta chẩn mạch giúp bà. Văn bà xua xua tay, cười nói, không cần, lão thân không sao, ngươi chỉ cần nghỉ ngơi là được. Thương Mai nhìn sắc mặt bà ta, quả thực cũng không giống như người có bệnh. Nhưng người buôn thuốc đó tại sao lại phí công sức muốn cô đến như vậy? Còn dùng số dược liệu giá trị lớn như vậy để trao đổi nữa? Văn bà nhìn ra sự nghi hoặc trong đáy lòng cô, cũng không trả lời, chỉ nói, ngươi nghỉ ngơi trước đi, lát nữa uống thuốc xong, lão thân sẽ nói kỹ cho ngươi nghe. Thương Mai quả thực là chóng mặt dữ dội, hơi thở cũng không thuận cho lắm, bèn nghe lời ngủ một lát. Đao Lão Đại và Ngô Yến Tổ luôn canh chừng ở bên cạnh cô, đợi cô dậy rồi, Ngô Yến Tổ liền nói, sư phụ, đỡ hơn chút nào chưa? Thuốc đã sắc xong rồi, có thể uống rồi đó. Thương Mai dụi dụi mắt, thấy Văn bà và mấy người trẻ tuổi đó đều không ở đây, bèn hỏi ta đã ngủ bao lâu rồi? Hai canh giờ, Ngô Yến Tổ nói. Ngủ lâu như vậy à? Thương Mai ngồi dậy, vẫn cảm thấy choáng rất dữ dội, liền nói, ta uống thuốc trước. Người đi nói với Văn bà một tiếng, nói ta dậy rồi, kêu bà ta không cần lo lắng. Được, Ngô Yến Tổ bảo Đao Lão Đại đi thông báo, mình thì hầu hạ Thương Mai dùng thuốc. Thuốc này rất thơm, hình như có thêm bạc hà, có chút mùi vị thanh mát. Thương Mai một hơi uống cạn, sau khi uống xong, chỉ cảm thấy sự ngột ngạt trong lòng và cơn chóng mặt đều giảm đi không ít, cảm giác thoải mái cực kỳ. Đặc biệt là mùi vị thanh mát đó khiến người ta cảm thấy tỉnh táo. Thuốc này rất thần kỳ, Thương Mai nói với Ngô Yến Tổ, ông có nhìn thấy phương thuốc chưa? Ta đã uống mà cũng không biết là thuốc gì nữa. Ngô Yến Tổ lắc đầu nói, ta cũng không biết, thuốc là do bọn họ nấu xong rồi bưng lên, ta còn chả được nhìn thấy bã thuốc nữa. Vị bà này coi bộ rất hiểu dược lý. Đó là đương nhiên, bà ta là ai chứ? Ngô Yến Tổ cười, nếu như bà ta không hiểu dược lý thì còn ai hiểu nữa? Vị đại ca Miêu Cương đó không phải đã nói rồi sao? Bà là thần y danh tiếng khắp lục quốc đó. Thương Mai nhìn ông ta, ông có quen với bà này, đúng không? Đã gặp qua, Ngô Yến Tổ nói. Gặp qua khi nào? Ngô Yến Tổ đặt chén thuốc xuống, ngồi ở bên giường, không phải đã nói qua với người rồi sao? Chính là có một người tìm ra, bảo ta thuyết phục người đi chữa bệnh cho hoàng thượng đó, người đó chính là Ôn bà. Thương Mai trừng to mắt, cái gì? Ôn bà, rốt cuộc là Ôn bà hay là Văn bà? Ông nói, bà ta chính là Ôn Yến đại phu mà ông đã từng gặp trong kinh sao? Ngô Yến Tổ gãi gãi đầu, có phải Ôn Yến đại phu hay không thì ta không biết, nhưng, là cùng một người với người mà ta gặp ở trong kinh. Thương Mai nhanh chóng vén chăn ra, trời ơi, thật đúng là có mắt mà không biết Thái Sơn, mau, đưa ta đi. Trước đây bận rộn lâu như vậy, không phải là vì muốn gặp Ôn Yến đại phu sao? Muốn bái bà ta làm sư đó. Thương Mai vừa xuống đất thì thấy cửa bị đẩy ra, Văn bà. Ôn Yến bà đi vào, Đao Lão Đại đi theo sau. Đừng đứng dậy, nằm đi. Ôn bà thấy cô đứng dậy, thì vội nói. Thương Mai câu nệ mà đứng thẳng, căng thẳng mà hỏi, người là Ôn Yến đại phu, có đúng không? Ôn bà cười, nhãn lực ngươi chả tốt, bây giờ mới nhận ra sao? Thương Mai kích động mà tuôn trào nước mắt, ta thật sự không có mắt, thật không ngờ. Người chính là Ôn Yến đại phu. Ôn Yến đi tới, dìu cô nằm xuống, mau nằm xuống, ngươi leo núi lâu như vậy, bản thân ngươi không vất vả nhưng đứa con trong bụng ngươi cũng vất vả chứ. Thương Mai kích động không biết nói gì,
liên tục gật đầu cảm tạ. Được rồi, Thương Mai, ta biết ngươi, ngươi hẳn vẫn còn nhớ ta, chỉ là nhiều năm không gặp, đối với ta mà nói, càng là nhiều năm không gặp, Ôn Yến cười nói. Thương Mai a một tiếng, ngươi thật sự là Ôn Yến. Là ta, chúng ta đã từng cộng sự qua, thực ra ta không nhớ ra ngươi nữa, dù sao cũng là chuyện của rất nhiều năm trước rồi, là Triển Nhan đã nhắc ta. Ôn Yến rất cảm thái, suýt xoa mà nói. Thương Mai lần này thật sự là nước mắt tràn bờ đê, thật sự không ngờ còn có thể gặp lại người, càng không ngờ, là ở chỗ này. Ôn Yến gật đầu, phải, thế sự kỳ diệu, diệu đến không nói nên lời. Nhưng cũng thật tốt, thật sự rất tốt. Ngữ điệu khi Ôn Yến nói chuyện rất chậm rãi, so với sự kích động của Thương Mai thì bà ta trông rất bình tĩnh, giống như trong cuộc đời của bà ta thì mấy chuyện này đều là những chuyện không thể bình thường hơn. Lần này người bảo ta tới, là muốn khảo nghiệm ta đúng không? Thương Mai đột nhiên nghĩ ra, nếu như cô không tới, thì chắc đã trúng đồng mệnh cổ chết toi rồi. Nói là khảo nghiệm, nhưng thực ra ta biết ngươi nhất định sẽ tới, ngươi sẽ nhớ bản thân ngươi là đại phu, có nhiều người đợi ngươi đi chữa bệnh, ngươi có thể không tới sao? Ôn Yến rất chắc nịch mà nói. Thương Mai thực ra rất áy náy, bởi vì trước khi Ngô Yến Tổ xuất hiện, cô quả thực đã quên mình có thân phận bác sĩ rồi, chỉ nhớ mình là Vương Phi. Đối diện rất nhiều kẻ địch, cô chỉ có thể tàn nhẫn. Ôn Yến hàm ý sâu xa mà nói, tất cả khổ nạn đều chỉ là tạm thời, con đường hành y của chúng ta rất dài, đó là sự nghiệp quanh năm của chúng ta, sau này những khó khăn trên sự nghiệp mà ta phải đối mặt, vẫn còn rất nhiều, nếu như lúc này đã quên đi thân phận của mình, bổn phận của mình, thì một thân y thuật của ngươi, đã lãng phí học rồi. Thương Mai hiểu ra, phải, đúng là như vậy. Trong núi lạnh giá, Ôn Yến đại phu đắp chăn cho Thương Mai, sau đó nghiêm thần sắc lại, ngươi hẳn cũng tò mò, tại sao ta luôn khảo nghiệm ngươi, mới đồng ý thu nhận ngươi làm đệ tử. Chương 880, giải cổ thế nào? Thương Mai nghe bà ta muốn đi vào vấn đề chính, cũng vội vàng thu liễm thần sắc, chăm chú nghe bà ta nói chuyện. Ôn Yến đại phu nói, thuật kim châm, ngươi đã đọc qua rồi, nhưng cái ngươi nhìn thấy chỉ là quyển đầu, còn quyển sau thì ngươi chưa đọc. Thuật kim châm là do Ôn Lương Tú đại phu sáng tạo, sau này trải qua sự cải tiến của ta, không nói là có thể chữa được tất cả bệnh, nhưng nếu như sử dụng thích đáng thì quả thực có thể cứu tính mạng người khác, đặc biệt là quyển sau mà ngươi chưa được đọc qua, ngoại trừ huyệt vị ra thì còn có kỳ kinh bát mạch, nhưng, chuyện gì cũng có hai cực, kim châm thuật có thể cứu người, cũng có thể hại người, một châm đâm xuống, liền lấy mạng người khác. Ôn Yến ngừng lại một hồi, nhìn chăm chăm vào đôi con ngươi của Thương Mai. Đây là tại sao ta phải không ngừng khảo nghiệm ngươi, sẽ có rất nhiều người tìm ngươi, trong đó có rất nhiều người có địa vị xã hội quan trọng, sống chết của bọn họ, sẽ liên can đến rất nhiều người, nếu như tâm có tà niệm thì không chỉ hại một người, mà có thể là cả một gia tộc, một địa phương, thậm chí là cả một quốc gia. Thương Mai gật đầu, ta hiểu. Ôn Yến vui vẻ mà nhìn cô, như lần này, vì dịch Giang Đông, ngươi không màng nguy hiểm, không màng mình đang mang thai, mà đường xá xa xôi đến Miêu Cương. Vào khu vực có chướng khí, thực ra sống chết của bá tánh Giang Đông đối với ngươi mà nói chả có bất kỳ ảnh hưởng nào, nhưng xuất phát từ lòng nhân từ của một kẻ hành y, ngươi đã tới, ta rất vui, thật sự vô cùng vui, vì để chữa bệnh cứu người, ngươi có thể không màng đến nguy hiểm của bản thân, ta nghĩ sau này sẽ không ai có thể cản trở ngươi đi tiếp trên con đường hành y nữa. Ôn Yến đại phu nói xong, lại cười một cái, đôi con ngươi trí tuệ vẫn nhìn cô, lần này là ngươi tự cứu ngươi. Nếu như ngươi không tới thì trong kinh không ai có thể chữa được đồng mệnh cổ của ngươi. Trong lòng Thương Mai thật sợ, cũng may lần này mình đã trốn ra ngoài, nếu không, thì mình chết không sao, nhưng đứa bé này cũng không sinh ra được. Lão thất, chàng không thể trách ta rồi, cũng may ta trốn ra được. Đồng mệnh cổ giải thế nào, hẳn ngươi cũng biết, nhưng cách mà ngươi biết, là cần có máu của người hạ cổ để phối chế thuốc giải, nhưng máu của người hạ cổ bây giờ chúng ta không có. Cho nên để giải thì cũng chỉ khó hơn một chút, thời gian tiêu phí cũng nhiều hơn một chút, người tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý, ở chỗ này 2-3 tháng. Đao lão đại trừng to mắt, 2-3 tháng. Vậy Vương Phi cũng sinh con luôn rồi. Ôn Yến đại phu mỉm cười nhìn đao lão đại, người cảm thấy, bà đỡ như lão thân thế nào. Đao lão đại dùng ánh mắt sùng bái nhìn bà ta, vậy đó chính là bà đỡ tốt nhất thế gian rồi. Thương Mai nghĩ phải cần đến 3 tháng. Lão thất chắc sẽ không lo chết rồi sao, liền nói với đao lão đại, chỗ này có Ngô Yến Tổ là được rồi, ngươi quay về một chuyến, nói với vương gia là ta học y với Ôn Yến đại phu ở đây, nhưng đừng nhắc đến chuyện ta trúng cổ. Đôi con người của Ôn Yến đại phu lập lòe,
cuối cùng thì không nói gì. Đao lão đại nói, vậy được, sáng sớm ngày mai ta xuất phát ngay. Sáng hôm sau, sau khi Đao lão đại tới cáo tử với Thương Mai thì liền xuất phát xuống núi, trước khi xuống núi, Ôn Yến đại phu có nói riêng với hắn vài câu. Sau khi ngươi xuống núi, đừng có quay lại, đợi khi vương phi nhà ngươi sinh nở xong, lão thân sẽ lệnh người hộ tống nàng ta về. Đừng quay lại, tại sao? Đao lão đại đang định sau khi về báo tin xong sẽ đưa theo ma ma và tiểu khuyên tới, bên cạnh vương phi cần có người hầu hạ, tuy chỗ Miêu Cương này có không ít người, nhưng có một người hiểu rõ sự tình ở bên cạnh vẫn tốt hơn nhiều. Ôn Yến đại phu nói, bên vương gia có thể đã xảy ra chút chuyện, nếu như ngươi quay lại thì nàng ta sẽ biết, trong thời gian giải cổ sẽ có chút nguy hiểm, nếu như cộng thêm cảm xúc kích động, thì không hay đâu. Đao lão đại kinh ngạc, vương gia đã xảy ra chuyện gì? Ngươi về rồi sẽ biết thôi, tóm lại nghe lời của lão thân là được. Ôn Yến đại phu nói. Đao lão đại nói, vậy được, vậy ta đi đây, Ôn Yến đại phu hãy chăm sóc tốt cho vương phi nhà ta. Nàng ta ở chỗ này sẽ không sao đâu, đi đi. Ôn Yến đại phu dịu giọng nói. Đao lão đại bất an mà rời đi. Trong kinh, đã tuyên bố hoàng đế băng hà, Nhiếp Chính vương cũng hôn mê. Sau khi An Nhiên lão vương ra hồi kinh, liền nhanh chóng vào cung. Tráng Tráng và Tiêu Kiêu là người đầu tiên đến vương phủ, sau đó bảo người vào cung mời lão vương ra. Lão vương ra ngày hôm sau mới xuất cung đến vương phủ, Tráng Tráng khóc đến mắt đều sưng lên, người nghĩ cách đi chứ. An Nhiên lão vương ra thở dài nói, đồng mệnh cổ chưa được giải, Nam Hoài vương hẳn là xảy ra chuyện rồi. Lão vương ra, vậy không còn cách nào sao? Tiêu Kiêu hỏi. Bây giờ hắn vẫn chưa đứt hơi, chứng minh bên Nam Hoài vương có thể xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Nam Hoài vương bị nhốt ở đâu? Có biết không? Lão vương gia hỏi. Tiêu Kiêu lắc đầu, không biết, chỉ có một mình vương gia biết thôi. Lão vương gia ủ rũ nói, vậy thì hết cách rồi, chỉ có thể nghe theo số trời. Bây giờ vương gia hôn mê, chứng minh Nam Hoài vương dù vẫn chưa đứt hơi, nhưng cũng cách cái chết không xa nữa rồi, nếu không vương gia sẽ không hôn mê. Tráng Tráng nghe vậy, nước mắt chảy dài xuống, lúc này Thương Mai còn đi Miêu Cương gì chứ? Lão thất mà thật sự xảy ra chuyện gì thì nàng ta chả được gặp mặt lần cuối nữa rồi, lão bát này là ai giết? Là hoàng đế sao? Sao hắn có thể nhẫn tâm như vậy? Sắp chết cũng không tha cho lão thất nữa, lão vương gia à, đáng lý người không nên vào cung gặp hắn, hắn chết thì đã chết rồi. Lão vương gia thở dài, không cứu không được, lão phu cũng mới nhận được tin tức, Thương Mai đã trúng đồng mệnh cổ, tử cổ chính là hoàng đế, nếu hoàng đế chết rồi thì Thương Mai cũng phải chết. Cái gì? Tráng Tráng và Tiêu Kiêu chấn kinh, bị hạ cổ khi nào? Người hạ cổ là Tôn Phương Nhi sao? Không phải Tôn Phương Nhi, là Lộ Công Công, Lộ Công Công học cùng Tôn Phương Nhi, đồng mệnh cổ không khó hạ. Hoàng thượng bây giờ đã chết rồi, có phải có nghĩa vương phi cũng xảy ra chuyện? Tiêu Kiêu đột nhiên hỏi. An Nhiên lão vương ra thở dài một hơi, lúc lão phu nhận được tin đã lập tức tới, nhưng vẫn trễ một bước, hoàng đế đã chút hơi tàn, lão phu tối qua đã thi triển kim châm thuật ở trong cung. Cũng không thể cứu vãn một hơi thở, còn về Thương Mai, chỉ có thể mong nghĩa mẫu có cách thôi. Nghĩa mẫu của người không phải Ôn Yến đại phu sao? Tiêu Kiêu hỏi. Khi mẫu phi của An Nhiên lão vương gia mang thai ông ta đã khó sinh, là Ôn Yến đại phu đã cứu mạng của hai mẹ con bọn họ, sau này Ôn Yến dứt khoát nhận An Nhiên lão vương gia làm nghĩa tử, cho nên Ôn Yến đại phu vừa là nghĩa mẫu của An Nhiên lão vương gia, cũng là thẩm mẫu. Phải, thủ lĩnh của Miêu Cương. Chính là nghĩa mẫu, muốn vương phi đi Miêu Cương, chính là ý của người. Không lẽ bà ta đã sớm biết Thương Mai chúng đồng mệnh cổ ư? Tráng Tráng hỏi. An Nhiên lão vương gia nói, dù người có không biết thì lão tổ tông của các người cũng biết, Tôn Công Công luôn ở trong cung, Tôn Công Công đó chính là Hỏa Nhãn Kim Tinh, hắn ở lại trong cung chính là do hôm đó Thái Hoàng Thái Hậu đã sắp xếp, vì vậy hễ xảy ra chuyện gì, Tôn Công Công đều sẽ bẩm báo Thái Hoàng Thái Hậu và nghĩa mẫu luôn có liên lạc. Nếu như người của Miêu Cương có thể giải đồng mệnh cổ thì không phải có nghĩa là lão thất cũng sẽ được giải sao? Tráng Tráng hỏi. Lão vương gia lắc đầu, chỉ e là không đủ, nếu không, Ôn Yến đại phu cũng sẽ không bảo Lương Hán Văn đi nghiên cứu chế tạo thuốc giải cho Tôn Phương Nhi. Sao lại như vậy, cùng là đồng mệnh cổ, sao có thể giải cho Thương Mai được mà không giải cho lão thất được? Tráng Tráng nghi hoặc mà hỏi. Lão vương gia nói, lão phu nghe nói Miêu Cương có một loại thuốc. Uống vào khi cổ độc phát tác có thể tạm thời áp chế độc tính, tạm hoãn tốc độ phát tác của nó, nhưng,
cuối cùng vẫn phải nghĩ cách giải cổ. Hơn nữa, loại thuốc này lớn lên trong vùng chướng khí, rời khỏi miêu cương là không thể sinh tồn, thuốc này cần phải được nấu và uống trong nửa canh giờ sau khi hái, qua nửa canh giờ thì dù có uống nhiều cũng sẽ không có công hiệu chữa trị. Chương 881, là ai đã cứu Nam Hoài Vương? Lão Vương gia, ngài vừa mới nói lão bát có còn chưa chết, nếu như chúng ta có thể tìm được lão bát, vậy thì ngài có thể cứu được mạng của lão bát không? Tráng Tráng nói. Lão Vương gia nói, cho dù không thể cứu mạng sống trở về, chỉ cần hắn còn một hơi thở vậy thì lão phu đã có thể biến một thành hai, đợi đến khi phản phệ cổ độc trên người Tôn Phương Nhi được giải hết. Nhưng mà các người có biết Nam Hoài Vương đang ở đâu không vậy? Tiêu Kiêu và Tráng Tráng liếc mắt nhìn nhau, đều nhẹ nhàng thở dài một hơi. Rốt cuộc là lão bát đang bị giam giữ ở nơi nào, không nghe thấy Vương gia nói tới. Tiêu Kiêu suy nghĩ một chút rồi nói, để ta đi tìm Dạ Vương. Nói xong lập tức đi ngay. Không cần hắn phải đi tìm Dạ Vương, sau khi Dạ Vương biết Mộ Dung Khanh hôn mê đã lập tức cho người đi tìm. Nếu như có thể tìm được Thích Khách, vậy thì người của hắn cũng có thể tìm được. Chỉ là tìm dòng dã một ngày trời đều không có chút tin tức nào hết, đã điều tra hết tất cả đại lao ở trong kinh, cũng đã đều tìm hết nhưng mà lại không phát hiện tung tích của Nam Hoài Vương ở đâu. Chúng ta đã tìm trong đại lao, có khi nào tìm sót không? Hắn đã bị ám sát nhưng mà vẫn còn sống, có phải đã chạy thoát rồi không? Nếu như đã chạy thoát rồi chắc chắn sẽ không có ở trong thành. Tiêu Kiêu nói. Dạ Vương cũng cảm thấy có đạo lý, nhưng mà suy nghĩ lại thì cảm thấy có chút vấn đề, đã chỉ còn lại một hơi thở, lão Vương gia cũng đã nói hắn gặp nguy hiểm, là ai dẫn hắn ra khỏi thành? Ai sẽ cứu hắn đây? Hơn nữa sao người này lại biết Nam Hoài Vương sẽ gặp nguy hiểm? Ngươi lập tức đi điều tra một chút. Thân vệ trong vương phủ có người nào không ở đó, vương gia đã giam giữ Nam Hoài Vương lại, chắc chắn có thể điều người của mình đến đó để trông coi. Tiêu Kiêu nói với Dạ Vương. Chỉ là điều tra một phen, vệ binh trong vương phủ một người cũng không thiếu. Kỳ lạ như vậy, người đó đưa lão bát đi lại không để bất cứ kẻ nào trông coi hắn ta, thả lão bát đi rồi hả? Lúc này cho dù Dạ Vương có cào vỡ đầu cũng không nghĩ không suốt khúc mắc trong đó. Thất ca không phải là một người không cẩn thận như vậy. Ở trong kinh, rốt cuộc là có ai cứu Nam Hoài Vương đây chứ? Người của hắn đã không còn, nếu như có thì đã sớm đi cứu viện. Hành động lần này của Hoàng thượng chắc đã dùng hết toàn lực, trừ phi sớm biết hành động ám sát, nếu không thì tuyệt đối sẽ không có người nào cứu được. Có thể hành động cứu người trong một trận ám sát với quy mô lớn như thế, hoặc là đã sớm có dự bị, hoặc là chỉ còn lại Trần Gia và Tiêu Gia. Dạ Vương nhìn Tiêu Kiêu, có phải là lão tử nhà ngươi đã giúp Hoàng thượng không vậy? Tiêu Hầu gia luôn là trung tâm, mặc dù những năm gần đây hay bị Hoàng đế dẫm vào cột sống, nhưng mà cái tử ngu trung này dường như xuất hiện là vì Tiêu Hầu gia. Mặc dù lão tử nhà ta ngu trung nhưng mà cũng không ngu ngốc. Tiêu Kiêu nói, vậy rốt cuộc là ai, còn nữa, tại sao thất ca lại đơn độc giấu Nam Hoài Vương đi vậy chứ? Ngay cả chúng ta cũng không thông báo. Dạ Vương thật sự suy nghĩ muốn chết đi được. Có phải là có liên quan gì với Miếu Long Vương đó không vậy? Tô Thanh bỗng nhiên nghĩ đến điểm này, dường như là hắn đã từng nghe thấy Vương gia nói tới Nam Hoài Vương có người xử lý, không cần hắn phải đối phó. Có thể để cho Vương gia yên tâm như vậy, có lẽ thật sự có một lực lượng thần bí. Chỉ là có nói cũng không hiểu, nếu như là Miếu Long Vương, như vậy thì vụ ám sát của Hoàng thượng sẽ không thành công. Tô Thanh tự mình phủ định mình. Dạ Vương lại suy nghĩ sâu xa, vẫn chưa chắc đâu, cho dù thật sự Kình Thiên Nhiếp Chính Vương đã ra tay đối phó với lão bát cũng không có khả năng vẫn luôn nhìn thấy hắn, vẫn sẽ luôn có thời điểm sơ sót, dù sao thì cũng không có khả năng giết chết hắn mà. Nếu như lúc này để Hoàng thượng thò vào chỗ trống, vậy không phải là đạt được rồi à? Mặc dù cảm thấy rất không có khả năng, nhưng mà bây giờ không có khả năng nào khác, suy nghĩ này miễn cưỡng cũng có thể giải thích được. Cũng không đúng. Cho dù Kình Thiên Nhiếp Chính Vương có sơ sót để Thích Khách có cơ hội lợi dụng được, nhưng mà nếu như Kình Thiên Nhiếp Chính Vương đã phát hiện ra rồi cứu Nam Hoài Vương đi, tại sao lại không trực tiếp cứu sống? An nhiên Lão Vương gia nói hiện tại Nam Hoài Vương rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể chết, cho nên A Khanh mới hôn mê. Tiêu Kiêu nói. Tô Thanh suy nghĩ một chút rồi lại nói, như vậy có khả năng người cứu đi Nam Hoài Vương không phải là Kình Thiên Nhiếp Chính Vương, mà là một người khác hoàn toàn. Vấn đề lại quay trở về. Rốt cuộc là ai đã cứu Nam Hoài Vương đi? Cứu được Nam Hoài Vương từ trong tay của Thích Khách, võ công nhất định rất cao cường, nếu như không phải là Tiêu gia thì Trần gia.
Tô Thanh nhìn Tiêu Thác, người hỏi Lão Thái Quân thử xem. Tiêu Thác lắc đầu nói, sẽ không phải là bà ta đâu, gần đây bà ta cũng không hỏi đến thế sự, một lòng chuẩn bị cho Loan Loan sinh. Không phải là Tiêu gia, cũng không phải là Trần gia, chẳng lẽ là một cao thủ nào đó đi đường đúng lúc đi ngang qua cứu được hắn. Cao thủ này có thể nào thoát khỏi thích khách không? Như vậy đi, nếu như đã không thể tìm được người cứu lão bát, vậy thì tìm thủ hạ, lần này thích khách hoàng tượng tìm chắc chắn là người đứng đầu trong giới võ lâm. Dạ vương nói. Đúng rồi, trước tiên chúng ta tay từ nơi này đi. Tô Thanh phụ họa nói. Tiêu Kiêu dặn dò Tiêu Thác, để đi tìm Nhu Giao kêu nàng ta đến vương phủ giúp đỡ An Nhiên lão vương gia chăm sóc cho vương gia. Vâng, đại ca đã dặn dò, không thể không nghe theo. Buổi nghị luận đã hoàn tất, quyết định như vậy, đường ai nấy đi. Tiêu Thác đến Tôn gia, sau khi vị tôn quốc cứu của Tôn gia bị Trượng đánh chết, vẫn đắm chìm trong tình cảnh bi thảm. Thứ nhất là chết một trụ cột, thứ hai cũng không biết sau này vận mệnh của Tôn gia sẽ như thế nào, dù sao thì ở Tôn gia ngoại trừ có một vị thái hậu thì vẫn còn một nghịch tặc Quý Thái Phi. Tiêu Thác đến Tôn gia tìm Nhu Giao, người của Tôn gia lại kéo Tiêu Thác vào khóc lóc kể lể một trận. Không có gì hơn là kêu hắn nói vài lời dễ nghe trước mặt của Nhiếp Chính Vương. Người ở bên ngoài đều không biết chuyện Nhiếp Chính Vương đang hôn mê, chỉ cho là hắn vội vàng xử lý chuyện bệnh dịch ở Giang Đông. Sau khi Tiêu Thác nói qua loa vài câu thì hỏi, là như vậy, vương gia để ta mời Nhu Giao huyện chúa đi một chuyến. Là đi chăm sóc vương phi có đúng không? Người của Tôn gia vui mừng, vội vàng cho người đi tìm Nhu Giao, người của Tôn gia chỉ cần có tác dụng với vương phủ. Đừng nói là đi chăm sóc cho dù có đi hầu hạ cũng không có gì. Nhưng mà người trong phủ tìm một vòng rồi lại thông báo Nhu Giao đã không trở về 2-3 ngày rồi. 3 ngày không trở về mà các ngươi cũng không biết, Tiêu Thác mở to mắt mà hỏi. Người Tôn gia rất xấu hổ, trong lòng của Nhu Giao cũng không biết điên khùng đi nơi nào rồi, nhưng mà trong miệng thì lại không thể nói như vậy. Dù sao thì bây giờ chỉ cần quan hệ của Nhu Giao với vương phủ tốt lên, Tiêu tướng quân chớ để ý, chắc là Nhu Giao ra ngoài xem bệnh. Để ta cho người đi tìm. Tiêu Thác chỉ đành phải nói, tìm được rồi thì bảo nàng ta đến vương phủ là được. Được được, Tiêu tướng quân ngồi xuống uống chén trà chúng ta tâm sự với nhau. Tôn Nhị gia cố gắng mời. Không được, chỗ của ta còn có việc, ta đi trước đây. Tiêu Thác cũng không dám ở lâu, người của Tôn phủ quá hiếu khách. Sau khi hắn đi, Tôn Nhị gia lập tức cho người đi tìm Nhu Giao, nhưng mà tìm cả ngày cũng không tìm được nàng ta. Tôn gia không có cách nào khác, đành phải sai người đến vương phủ nói một tiếng. Đúng lúc mọi người cũng vừa mới trở về vương phủ, nghe thấy người của Tôn gia đó lại không nhìn thấy Nhu Giao đâu, Dạ vương và Tiêu Kiêu liếc mắt nhìn nhau một cái, dường như đều đã có manh mối. Đợi người của Tôn gia đi, Dạ vương lên tiếng nói, có phải là Nhu Giao đã cứu lão bát rồi không? Tiêu Thác nói, chuyện này không có khả năng, Nhu Giao ghét Nam Hoài vương nhất, hận không thể để hắn chết đi, sao lại cứu hắn được? Nhưng mà Nhu Giao biết là mạng của Nam Hoài Vương và mạng của Thất Ca được cột chặt cùng một chỗ, nếu như nàng ta biết Hoàng thượng muốn giết Nam Hoài Vương thì nàng ta sẽ không đứng ngoài quan sát đâu. Dạ Vương nói, Tiêu Kiêu táng đồng cách nhìn của Dạ Vương, không sai, Hoàng thượng hoặc là gọi Lộ Công Công đi tìm thích khách, hoặc là gọi Tôn Quốc Cứu đi tìm thích khách, Nhu Giao là người của Tôn gia, hành động của Tôn Quốc Cứu bị nàng ta biết cũng không phải là chuyện kỳ quái. Chương 882, Nhu Giao cứu Nam Hoài Vương. Nếu như Nhu Giao đưa Nam Hoài Vương đi, vậy thì mọi người càng lo lắng hơn nữa. Bởi vì Nhu Giao cũng sẽ có nguy hiểm, thích khách nhận tiền chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ, Hắc Đạo cũng có đạo nghĩa của Hắc Đạo. Mọi người không có cách nào khác, quan trọng nhất chính là không ai biết Nhu Giao đã đưa Nam Hoài Vương đi đến nơi nào, Nhu Giao có bị thương hay không. Nhưng mà võ công của Nhu Giao không cao, nàng ta cứu người đi bằng cách nào vậy? Tiêu Thác không hiểu mà hỏi. Tô Thanh nhìn một cái. Nói, sợ là Nhu Giao đã biết hành động ám sát cho nên đã có chuẩn bị từ trước, nếu như không thì cũng không thể nào cứu người từ trong tay của thích khách. Dạ vương có tin tức của thích khách không? Dạ vương lắc đầu, làm gì nhanh như vậy được chứ, vẫn còn đang trong quá trình điều tra. Đúng là Nam Hoài Vương đã được Nhu Giao cứu đi. Ngày hôm đó ở trong tủ nàng ta đã nghe lén thấy đại bá phụ Tôn Quốc Cứu cùng với một người xa lạ đang thương lượng cái gì đó. Mặc dù là nàng ta không nghe rõ bọn họ đang thương lượng cái gì nhưng mà nghe trộm thì cũng nghe nói tới cái gì mà đồng mệnh cổ, Nam Hoài Vương, trực giác của nàng ta biết có liên quan đến Mộ Dung Khanh. Thế là nàng ta đi theo người lạ đó, có biết được bọn họ tìm Nam Hoài Vương, muốn ám sát Nam Hoài Vương. Nàng ta âm thầm gấp gáp,
muốn trở về tìm người nhưng mà đã rời đi kinh thành, trở về thì sợ là không đuổi kịp nữa. Lúc Thương Mai dạy Lão Thất làm thuốc nổ thì nàng ta có đứng ở bên cạnh lén nghe một chút, mua thuốc nổ trong trấn nhỏ, dựa theo cách mà Thương Mai đã dạy làm mấy gói thuốc nhỏ mang theo ở bên người. Vì để mang Nam Hoài Vương đi, nàng ta cần mua xe ngựa, đặt tại giao lộ, lén lút đi vào núi với thích khách. Nàng ta không ngờ đến là Nam Hoài Vương lại bị giam trong một cái miếu Long Vương, ở bên ngoài kinh thành trong một vùng núi hoang sơ mà loại có miếu Long Vương, nàng ta cũng không biết, có lẽ bởi vì không có người nào biết tới. Nàng ta đi đến bên ngoài, nhìn thấy miếu Long Vương rất mới, dường như chưa từng được dâng hương. Nàng ta đi vòng qua từ đằng sau miếu Long Vương đi vào trong, trước khi thích khách động thủ, nàng ta liền tung ra hai gói thuốc nổ, nhưng mà cái này rõ ràng không phải là túi thuốc nổ, mà là bom khói, nàng ta thất bại rồi. Nhưng mà trận sương mù này vẫn có thể để nàng ta mang người đi trong lúc thích khách đang hỗn loạn, lúc đấy Nam Hoài Vương bị đâm một đao, cũng không bị thương nặng, cũng có thể chạy đi với nàng ta. Nam Hoài Vương lại điên điên khùng khùng, chạy còn nhanh hơn so với nàng ta. Lúc sắp đến giao lộ, thích khách đuổi tới nơi, mặc dù khoảng cách rất xa nhưng mà một thanh trường kiếm bay trên không đâm xuyên qua sau lưng của Nam Hoài Vương, nhu dao bị dọa nhanh chóng ném một túi thuốc nổ trở về, liền có một trận sương mù dâng lên, nàng ta thừa cơ đó mà đỡ Nam Hoài Vương lên xe ngựa. Vốn dĩ muốn về kinh thành, chỉ là vừa mới quay đầu xe thì liền thấy mấy người cưỡi ngựa đi đến, cách ăn mặc giống như những tên thích khách đó, nàng ta đành phải quay đầu lại bỏ chạy về một hướng khác, sau đó ném thêm một túi thuốc nổ nữa. Lần này vậy mà lại nổ, mấy tên thích khách cưỡi ngựa bị nổ bay, những tên thích khách ở đằng sau đi bộ cũng không chạy nhanh hơn so với ngựa, cho nên nàng ta tạm thời có thể thoát khỏi cuộc truy sát. Ở trên xe ngựa, nàng ta nhanh chóng xử lý vết thương cho Nam Hoài Vương trước, may mắn là nàng ta quen mang theo kim sang dược và một ít bột cầm máu, tuy nhiên sau khi rút cây kiếm ra Nam Hoài Vương chảy máu rất nhiều, mặc dù sau đó đã dừng lại nhưng mà đã mất máu quá nhiều, gần như là hôn mê. Hắn không thể bị sốc này được, nếu không thì cái mạng này sẽ bị ném đi. Trước đó trốn thoát với A Cảnh, nàng ta đã có kinh nghiệm cố gắng không chạy trên con đường chính, có thể chạy lên núi tránh thì cứ chạy lên núi tránh. Bởi vì có vết thương cho nên có làm như thế nào cũng không so được tốc độ của người ta, đi vào núi, ở trong núi có rất nhiều con đường, những nơi để trốn cũng rất nhiều, nếu như đối phương không tìm kiếm kỹ càng thì rất khó để phát hiện ra bọn họ. Cho nên nàng ta dừng xe ở dưới núi. Xuống xe ngựa, hung hăng đánh con ngựa một roi để con ngựa tiếp tục chạy ra phía trước. Trước tiên nàng ta đỡ Nam Hoài Vương đến dưới tán cây ở bên cạnh ngọn núi, lại lau chùi vết máu ở ven đường. Sau khi lên núi, bởi vì có nhiều lá khô, màu sắc khác nhau, rất khó phát hiện ra vết máu. Chỉ cần không có người nào phát hiện bọn họ xuống xe ngựa ở đây, cơ bản có thể trốn được rồi. Trên ngọn núi này có rất nhiều hang động, nhu dao đỡ hắn vào trong hang động chữa vết thương cho hắn. Nam Hoài Vương vẫn luôn ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chỉ là không rên gì nữa. Nhu Dao xử lý vết thương cho hắn, hắn lặng lẽ mà nhìn Nhu Dao, có đau cũng không kêu lên một tiếng. Nhu Dao, sau khi xử lý vết thương xong, hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng, đã tỉnh táo hơn trước đó rất nhiều. Tay của Nhu Dao cứng lại một chút, đặt chiếc khăn tay để nhuốm máu qua một bên, ngươi đừng nói chuyện. Ta sắp chết rồi, Nam Hoài Vương cười. Vẫn luôn nhìn nàng ta không ngờ đến là lúc ta chết, nàng lại ở bên cạnh ta. Đừng có nói bậy, ngươi không chết được đâu, Nhu Dao nhìn chằm chằm vào hắn rồi nói. Nàng sợ ta chết hay là sợ Mộ Dung Khanh chết? Ngươi có chết không ta không quan tâm chút nào hết, Nhu Dao lạnh lùng thốt lên. Nam Hoài Vương thở dài một tiếng, nàng hận ta như vậy à? Nét mặt của hắn rất bình tĩnh, chỉ là một loại bình tĩnh sau khi điên cuồng qua đi, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Mắt nhìn thẳng vào Nhu Dao, tình cảm trong mắt rất phức tạp. Nhu Dao nhớ đến chuyện lúc trước, trong đầu liền cảm thấy rất hận. Nàng ta thật sự hận hắn, hận đến thấu xương. Thật sự xin lỗi, Nam Hoài Vương nhẹ giọng nói. Trong đáy mắt của Nhu Dao dâng lên nước mắt, gần như là tầm mắt của nàng ta đã bị che lại, không nhìn thấy được hận thù và lửa giận trong đáy mắt. Nàng ta vẫn luôn không muốn đối diện thẳng với Nam Hoài Vương, chuyện trôi qua nhiều năm như vậy rồi. Nàng ta cũng không muốn đối mặt với hắn. Im miệng, Nhu Dao hít sâu một hơi, đè nén tâm trạng nhộn nhạo. Nếu như nàng gả cho ta, có lẽ là cuộc đời của ta sẽ thay đổi. Nam Hoài Vương nhìn qua chỗ khác, nhẹ nhàng thở một hơi. Điều đã như vậy, nàng ta thà rằng gả cho con quỷ bị lao cũng không gả cho hắn.
Ngày hôm đó nàng ta đã nói cho dù có gả cho heo gà chó cũng sẽ không gả cho hắn. Lúc nàng ta nói ra câu nói này, bây giờ vẫn còn nhớ rõ hận ý trong đáy mắt, cũng giống như là bây giờ. Nhu Dao không muốn nói chuyện với hắn, đứng dậy đi ra ngoài ngồi ở cửa hang động, sắc trời đã sập xuống, bây giờ nàng ta chỉ muốn làm như thế nào để có thể giữ lại tính mạng cho Nam Hoài Vương. Nhu Dao, hắn lại gọi nàng ta. Nhu Dao không trả lời, chỉ là hung hăng lau nước mắt. Thật sự xin lỗi. Hắn lại nhẹ nhàng thở dài, nhưng mà ta không hối hận, ta chỉ có thể dùng phương thức như vậy mới có thể có được nàng. Câm miệng lại, câm miệng lại. Nhu Dao bỗng nhiên lại nhảy dựng lên chỉ vào hắn rồi hét lên, ngươi có tư cách gì mà nói xin lỗi, ta hận không thể chém ngươi nghìn đao. Nam Hoài Vương nằm trên mặt đất nhìn nàng ta, vốn dĩ tia sáng ảm đạm, nàng ta còn có cảm xúc hắn nhìn không rõ ràng, muốn chống người, lại khẽ động đến vết thương, hắn vẫn vô lực nằm xuống. Nàng hận ta cũng tốt thôi, tốt xấu gì ta cũng có một vị trí trong lòng của nàng. Nam Hoài Vương cười, chậm rãi nhắm mắt lại. Mệt mỏi, vết thương rất đau. Mộ Dung Khanh có cái gì tốt chứ? Cho dù là rất tốt thì có lợi ích gì, một người không yêu nàng có tốt bao nhiêu cũng không có liên quan gì đến nàng, tại sao nàng lại bỏ rơi ta? Giọng nói của hắn rất bi thương, dường như tất cả các bi kịch của hắn đều bắt đầu bởi vì Nhu Dao từ chối hắn. Cả người của Nhu Dao run rẩy. Nhớ đến A Cảnh đã từng nói với nàng ta ở trong thư, nàng ta không chịu được mà rơi nước mắt cuồn cuộn. Lúc chạy trốn cho dù nàng ta không nói thẳng nhưng mà những chuyện A Cảnh đã từng tiết lộ với Nam Hoài Vương chắc là A Cảnh cũng đã đoán được cho nên nàng ta có nói ở trong thư cho dù nàng ta có trải qua chuyện gì thì trong lòng của hắn nàng ta vẫn là tốt đẹp nhất. Nàng thật sự thích Tô Thanh à? Ta nghe nói sau đó nàng thích Tô Thanh, nàng không yêu Mộ Dung Khanh thì đã yêu Tô Thanh, nhưng mà Tô Thanh ghét bỏ nàng, có đúng không? Chương 883, Sở Kính đến Miêu Cương. Nhu Dao vọt vào trong đánh một bàn tay lên trên mặt của hắn, hung dữ nói, ngươi ngậm miệng lại. Một cái tát này dùng lực rất lớn, đều bộc phát ra hận ý và oán hận chất chứa trong lòng của nàng ta ra bên ngoài. Nam Hoài Vương quay đầu đi, lại từ từ quay đầu lại nhìn nàng ta, cứ im lặng nhìn nàng ta như thế. Thật xin lỗi, thật, thật xin lỗi. Hắn cứ lẩm bẩm. Ý thức dường như đã có hơi mơ hồ, ta chỉ là không có cách tốt hơn mới làm như vậy. Một đêm đó thật sự rất đẹp, nhiều năm như vậy rồi có không ít nữ nhân đảo quanh ở bên cạnh của ta, chỉ là có ai xinh đẹp hơn nàng đâu. Nhu Dao hận đến nghiến răng nghiến lợi, buổi tối ngày hôm đó hắn đã hạ độc nàng ta. Đó chính là cơn ác mộng lớn nhất trong cuộc đời này của nàng ta, nhớ đến cũng muốn buồn nôn. Những năm gần đây nàng ta đều cố gắng tránh đi những hồi ức này, nàng ta gả đi. Bởi vì nàng ta không phải hoàn bích được gả đi, mặc dù là biết người kia bị bệnh nặng không còn sống bao lâu, nhưng mà nàng ta bởi vì chính mình tìm được một lý do rất tốt, nàng ta đã lựa chọn thành thân với hắn. Nàng ta cũng có thể tìm được lý do để tha thứ cho mình, nàng ta có thể lừa gạt bản thân. Giết ta đi, ta thà rằng mình chết ở trong tay của nàng. Hắn nắm tay lại đặt ở vị trí ngực, ta biết là nàng vô cùng hận ta, nhưng mà ta thật sự không hối hận. Nếu để cho ta lựa chọn một lần nữa ta vẫn sẽ làm như vậy. Nhu Dao, nàng giết ta đi, chỉ có giết ta rồi thì nàng mới có thể hoàn toàn quên mất phần nhục nhã này. Sự hận thù trong đáy mắt của Nhu Dao lại càng thiêu đốt dữ dội hơn, rút ra một con dao găm từ bên hông, bước từng bước một đi về phía hắn. Bọn người Dạ Vương tìm kiếm Nhu Dao đã 3 ngày rồi mà không có kết quả, Nhu Dao lại trở về, Dạ Vương đã nhìn thấy nàng ta ở ngoài hành lang, nàng ta vẫn mang theo dáng vẻ thất hồn đoạt phách. Nhìn thấy Dạ Vương, khóe miệng của nàng ta nở một nụ cười tái nhợt, vương gia như thế nào? Nàng ta ngất xỉu ở trước ngực của Dạ Vương. Đợi đến lúc nàng ta tỉnh dậy đã ở trong phủ của Nhiếp Chính Vương. Một đống người vây quanh nàng ta, thấy nàng ta tỉnh lại, Tô Thanh vội vàng nói, Nhu Dao, nàng tỉnh rồi. Ánh mắt của Nhu Dao đảo quanh đám người, nước mắt rơi tí tách, có phải là vương gia đã chết rồi không? Không có, Nam Hoài Vương đang ở đâu? Có phải là do ngươi mang Nam Hoài Vương đi không? Tiêu Thác hỏi. Nhu Dao giật mình, vương gia vẫn còn chưa chết. Nàng ta ngồi xuống, là ta đã cứu lão bát đi, nhưng mà đã không nhìn thấy hắn đâu nữa. Không thấy, đám người hai mặt nhìn nhau, Tiêu Kiêu hỏi, tại sao lại không nhìn thấy? Hắn không bị thương hả? Bị thương rất nặng, ta còn cho rằng là hắn sắp chết. Nhu Dao nói về chuyện mình đã cứu hắn, những đoạn đối thoại trong hang động đã biến mất toàn bộ. Tình huống lúc đó của hắn rất nguy cấp, ta chỉ mang theo kim sang dược cùng với bột cầm máu, chính vì vậy ta đã đi ra ngoài tìm dược liệu,
ta đi ra ngoài cũng không đến nửa canh giờ, lúc trở về đã không nhìn thấy tăm hơi hắn đâu nữa. Ngày ngươi nói như vậy, vậy thì vết thương của lão bát rất nặng, một mình hắn không có cách nào đi ra ngoài, có phải là thích khách đã đuổi tới rồi không? Tiêu Thác hỏi. Nhu Dao lắc đầu, không thể nào, nếu như thích khách đuổi tớ thì sẽ chỉ giết hắn chứ không mang hắn đi đâu. Là ai sẽ mang hắn đi đây? Tất cả mọi người đều lâm vào trạng thái không nghĩ được gì. Manh mối đã bị cắt đứt toàn bộ, căn bản cũng không có cách nào tìm được Nam Hoài Vương. Dạ Vương đi gặp An Nhiên lão Vương gia nghe tình huống của hắn, trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, nếu như đã không tìm thấy, vậy thì cũng chỉ có một biện pháp cuối cùng. Có biện pháp gì? Dạ Vương trừng to mắt, ông có biện pháp gì sao lại không nói sớm, hại chúng ta tìm long trời lở đất. Đã 3 ngày rồi vẫn còn chưa được ngủ ngon. An Nhiên lão Vương gia thở dài một tiếng, cái này là do không có cách nào khác, thay tủy. Thay tủy, Dạ Vương giật nảy cả mình, chuyện này mà không làm cẩn thận thì sinh bỏ mạng đó. Thay tủy, giống như là thay đổi xương cốt, cắt đứt mọi kinh mạch, để cốt nhục trùng sinh. Đúng vậy, thay tủy, hơn nữa thay tủy còn không thể giải hết hoàn toàn cổ độc, vẫn cần có máu của Tôn Phương Nhi để nghiên cứu chế tạo thuốc giải. Nhưng mà thay tủy thành công rồi thì có thể duy trì được cái mạng đợi đến khi Tôn Phương Nhi khỏe hơn. An Nhiên lão Vương gia nói. Nhưng mà thay tủy quá nguy hiểm, cho dù là cao thủ đứng đầu thì cũng chưa chắc có thể trải qua được đau đớn khi thay tủy. Một khi nội lực không đủ, vậy thì sẽ vì kinh mạch đứt đoạn mà chết. Bây giờ Thất Ca vẫn còn đang hôn mê, sao có thể chống đỡ được loại đau đớn này đây? Dạ Vương suy nghĩ lại cũng đều cảm thấy kinh khủng, đây là lựa chọn không thể dịch chuyển, một khi xảy ra chuyện. Ngay cả thần tiên cũng khó cứu. An Nhiên lão Vương gia nói, tự các người suy nghĩ đi, bây giờ thế cục đại chu của các người vẫn còn chưa định, mặc dù là hoàng đế đã băng hà, nhưng mà những đại thần có dã tâm có nguyện ý thuần phục thái tử không đây? Dạ Vương tiến thoái lưỡng nan. Còn nữa, bây giờ Vương gia vẫn còn đang hôn mê, chứng minh Nam Hoài Vương vẫn còn chưa tắt thở, một khi tắt thở rồi, ngay cả thay tủy cũng vô dụng thôi. An Nhiên lão Vương gia nói. Dạ Vương suy nghĩ một chút, để ta trở về thương lượng với tiểu cô mới được, thật là, Thất Tẩu lại không có ở đây, nếu thực sự xảy ra chuyện gì đó, Thất Tẩu trở về không biết phải nói lại với Tẩu ấy như thế nào đây nữa. An Nhiên lão Vương ra cười khổ một tiếng, Thất Tẩu của ngươi còn có thể trở về hay không, đó còn là một ẩn số. Ngươi nói cái gì? Dạ Vương kinh ngạc một trận, không phải là Thất Tẩu có Ôn Yến đại phu chữa trị rồi à? Ngươi đã nói là cổ độc của ngài ấy có thể giải được mà. Chỉ sợ là các người vẫn còn chưa biết tình huống của Bắc Mạc. An Nhiên lão Vương ra hỏi. Bắc Mạc, Dạ Vương nhớ đến 2 ngày nay quả thật chưa từng thấy Cao Phụng Thiên dùng bồ câu đưa tin, Bắc Mạc xảy ra chuyện gì. Khang Bình đế chết rồi, Tần Châu đăng cơ, Sở Kính được người bảo vệ chạy ra ngoài, người của Sở Kính đã chạy đến Miêu Cương. Cái gì chứ, Dạ Vương đau hết cả đầu, không cần An Nhiên lão Vương ra nói cũng biết tình huống nghiêm trọng bao nhiêu, Thất Tẩu đang ở Miêu Cương. Làm sao Sở Kính biết được chuyện đó? Tần Châu vẫn luôn cho người âm thầm theo dõi Thương Mai, nói cách khác Tần Châu gần như là mỗi ngày đều có thể nhận được bồ câu đưa tin liên quan đến tung tích của Thương Mai, đại khái Sở Kính có thể chặn được thư, biết là Thương Mai đang ở Miêu Cương, Sở Kính biết là Tần Châu quan tâm Thương Mai, cho nên hắn muốn đổi hướng đến Miêu Cương bắt lấy Thương Mai. Miêu Cương cũng không dễ vào như vậy, Dạ Vương hơi yên tâm một chút. Lão Vương ra lắc đầu, đúng là người ngoài không thể vào được. Thật ra thì Miêu Cương có rất nhiều tên phản đồ đã ra ngoài, những người này không để ý đúng quy định của Miêu Cương, tự mình đi xuống núi truyền thụ vu cổ chi thuật để đổi lấy vinh hoa phú quý. Những người này hơn phân nửa đều bỏ chạy đến Bắc Mạc, Sở Kính giả chết đại khái cũng có người của Miêu Cương hỗ trợ, ta đã dùng bồ câu đưa tin đến Miêu Cương, nhưng mà bồ câu đưa tin lại không vào được vùng núi, chỉ có thể chờ người của Miêu Cương xuống núi nhận thư, sợ là trễ nải. Đã phái người đi rồi. Dạ Vương gấp đến đoạn như kiến bò trên chảo nóng. Đã để Cao Phụng Thiên đi rồi, để xem hắn có thể cản được Sở Kính hay không, nếu như hắn không thể cản được thì cũng chỉ có thể đánh nhau ở Miêu Cương, có lẽ là Sở Kính biết đối phó với người của Miêu Cương như thế nào, bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng ở Nghĩa Mẫu thôi. 2. Bây giờ Thất Tẩu đang mang thai sắp đến 8 tháng rồi, nếu như có người nào tấn công bất ngờ, làm cách nào để ngăn cản đây, ngay cả trốn cũng trốn không xa. Dạ Vương suy nghĩ một chút. Không được, để ta đi tìm Tiêu Kiêu, để hắn lập tức phái binh ra ngoài. Có lẽ là Tần Châu đã xuất binh rồi, nhưng mà vì để an toàn, người cũng đi đến Tiêu Kiêu một chuyến đi.
Dạ vương dậm chân, ta nói này lão vương gia, tại sao ông lại không nói sớm chứ? Chuyện này ông cứ che giấu đến ngày hôm nay mới nói ra, đúng là tức chết ta rồi. Ta cũng vừa mới biết được vào ngày hôm trước mà thôi, lập tức liền dùng bồ câu đưa tin đi. An nhiên lão vương gia nói. Chương 884, ôn yến xuống núi. Vào cái ngày Tiêu Kiêu điều binh rời khỏi kinh thành, đúng lúc Đao lão đại trở lại kinh thành, Tô Thanh một phát bắt được hắn ta, liền kêu hắn ta dẫn đường, mặc dù là có bản đồ nhưng mà Đao lão đại đến Miêu Cương không cần phải xem bản đồ nữa. Lúc Đao lão đại trở về liền biết vương gia xảy ra chuyện, nhưng mà lại không biết vương phi cũng sắp xảy ra chuyện, bị dọa đến nỗi hắn ta sắp mất hết cả hồn, vội vàng đi theo đội ngũ xuất phát. Gần đây hắn ta cứ luôn luôn đi trên đường, Linh Lợi và Nhu Giao cũng xuất phát cùng, khuyên cũng không khuyên nổi. Đồng thời lúc này Mộ Dung Khanh được mang đến Hàn Sơn, Dạ Vương và Tô Thanh phụ trách đưa hắn đi. Dạ Vương cũng đã nhận được thư của Cao Phụng Thiên, trong thư bàn giao từ đầu đến cuối khi Tần Châu đăng cơ đến bây giờ, Tần Châu đã tự mình dẫn binh mã tiến về Miêu Cương, muốn tiêu diệt Sở Kính hoàn toàn. Không ngờ đó là cuối cùng Khang Bình Đế lại chết thảm như vậy. Dạ Vương đọc thư, nhớ đến nam tử như ngọc mà mình đã từng gặp, trong lòng không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Trong lòng của Tô Thanh có tư vị phức tạp nói không thành lời, lúc ấy ta còn hoài nghi Khang Bình Đế, ta cảm thấy có lẽ là Khang Bình Đế đang giúp đỡ cho Sở Kính để hãm hại Lạc Thân Vương cùng với An Công Chúa, vì cứu được Tần Châu, ông ta chết dưới tay của Tần Lão Phu Nhân thật thảm hại. Cái tên Tần Lão Phu Nhân tuổi tác đã cao mà võ công lại lợi hại như thế, tâm cơ của không đơn giản vậy, mà có thể mua chuộc người thân cận ở bên cạnh Lạc Thân Vương, còn có thể thay đổi cục diện hoàn toàn. Sau khi Tần Châu trở về nàng ta lại phải giả vờ hòa hảo, bày một bữa hồng môn yến để vây quét Tần Châu, nếu như không phải Khang Bình Đế liều chết bẩm báo, chắc có lẽ là Tần Châu đã gặp độc thủ, chỉ là sau đó Khang Bình Đế đã chết trong tay của Tần Lão Phu Nhân trong cuộc phản loạn. Ta tin tưởng là hồng môn yến này là do Tần Châu đã sớm chuẩn bị từ trước, nhưng mà nàng ta với Khang Bình Đế vẫn còn chỗ thổ lộ tâm tình, không ăn ý với nhau, cho nên Khang Bình Đế cho rằng nàng ta sẽ xảy ra chuyện. Dạ Vương tâm phiền ý loạn, hắn không quan tâm đến chuyện của Bắc Mạc nhiều cho lắm, chỉ lo lắng Thất Ca với Thất Tẩu, thật sự là số phận của đôi phu thê bọn họ rất thăng trầm. Nhất là Thất Tẩu, bây giờ cô đã sắp đến thời gian lâm bồn, nếu như quả thật xảy ra chuyện gì đó, cho dù Thất Ca có thể sống qua được cửa ải này, cả đời này chắc cũng sẽ không vui vẻ. Hắn không thể rời khỏi kinh thành được, thái tử sắp lên ngôi rồi, chắc chắn trong triều sẽ có người chống trận. Lại nói đến Miêu Cương. Thương Mai ngoại trừ được trị liệu ở Miêu Cương, còn bắt đầu học thuật kim châm. Không thể không nói, có người chỉ dạy, quả thật Thương Mai đã tiến bộ thần tốc, ngay cả Ôn Yến cũng khen cô là thiên tài ở phương diện này. Lúc rảnh rỗi hai người sẽ thường xuyên nói chuyện phiếm với nhau. Thương Mai phát hiện người của Miêu Cương đối với Ôn Yến vô cùng tôn kính, cô đã nói mình không phải là thủ lĩnh của Miêu Cương, nhưng mà người ở nơi đây đều đề cử cô lên làm thủ lĩnh. Ở đây không có quan viên. Là một tiểu bộ lạc, tuy nằm trong biên giới Đại Chu, nhưng mà đối với việc ai làm hoàng đế bọn họ căn bản cũng không quan tâm, bởi vì đa số người của bọn họ cả một đời này cũng sẽ không đi ra khỏi ngọn núi. Bọn họ chỉ phục tùng thủ lĩnh mà bọn họ đã đề cử. Ngày hôm đó sau khi châm cứu xong, Ôn Yến liền để Thương Mai đi ra ngoài với nàng một chút, nhìn phong cảnh xinh đẹp ở nơi đây. Đứng trên đỉnh núi quan sát, ở phía dưới một biển mây, dường như là tiên cảnh, đẹp không tả xiết. Thương Mai tò mò hỏi Ôn Yến, người cũng không phải là người của Miêu Cương, tại sao bọn họ lại đề cử người làm thủ lĩnh vậy? Ôn Yến nói, lần đầu tiên ta đến nơi này chắc có lẽ là chuyện của 30 năm trước, khi đó ta vừa chữa khỏi cho một người chúng cổ độc, nàng ta đã nói với ta nàng ta bị một nam nhân của Miêu Cương hạ cổ, nam nhân đó cũng chính là vị hôn phu của nàng ta. Sau khi hạ cổ nàng ta thì lấy đi hết tất cả gia tài của nàng ta, lúc đó cổ độc của Miêu Cương rất lợi hại. Nhưng mà ta cũng chỉ nghe nói mà thôi, cũng chưa tiếp xúc qua. Người nào chân thật bị mắc nó, bệnh nhân đã nói cho ta biết Miêu Cương có rất nhiều người xuống núi, bọn họ không cam tâm chỉ ở lại trong ngọn núi lớn, muốn đi ra ngoài để tìm kiếm vinh hoa phú quý. Chắc có lẽ là người cũng biết một người không có bất cứ kỹ năng gì, thậm chí còn chưa từng thấy việc đời bước ra một thành thị, gặp phải áp lực sinh tồn, vì để sống cho thật tốt, bọn họ có thể bán hạ cổ chi thuật cho người có ý định khác. Cái này mang ý nghĩa sẽ có người bị cổ độc làm hại, vì để nghiên cứu cổ độc cho nên ta đã tới Miêu Cương. Ôn Yến đại phu nói đến đây, dừng lại một chút rồi lại nói tiếp, lúc ta đến đây, địch ý của người ở nơi này đối với người ngoài rất lớn, bởi vì trước đó từng có người đi lạc vào Miêu Cương,
đi xuyên qua rừng rậm chướng khí, được người của Miêu Cương cứu lại, nhưng mà người này cùng với một vài người trẻ tuổi trong tộc truyền bá tin tức ở bên ngoài thế giới, dẫn đến thế hệ trẻ tuổi đồng loạt ao ước nó. Thế là có người muốn ngo ngoe động đậy, muốn xuống núi để xông xáo một phen, nhưng mà bởi vì lúc ấy thủ lĩnh của Miêu Cương có thành kiến rất lớn đối với người bên ngoài, nói trắng ra cũng không phải là thành kiến, bởi vì cô độc của người Miêu Cương rất lợi hại, cái này được ghi chép ở trong sách, có rất nhiều người đều sợ người của Miêu Cương, cũng xa lánh người Miêu Cương. Thủ lĩnh sợ là bọn họ sẽ dẫn dắt kẻ thù, cho nên mới đưa ra lệnh cấm xuống núi, chỉ là lệnh cấm này sao có thể cấm được những người trẻ tuổi mang theo tâm tư muốn đi xuống núi. Vì có thể thuận lợi xuống núi, 5 người bắt tay lại với nhau nghiên cứu chế tạo ra một loại cổ độc, hạ cổ hết toàn bộ những trưởng bối cùng với nhóm người khỏe mạnh trong tộc, sau đó lén lút đi xuống núi. Vị hôn phu của bệnh nhân của ta chính là một trong số 5 người này bọn họ, vừa mới thành thân với nhau, hắn ta đã cuốn đồ chạy trốn. Lúc ta đến Miêu Cương, là lúc cổ độc trưởng bối trong tộc phát tán, ta với bọn họ đã cùng nhau nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải, cứu bọn họ trở về, cho nên được đề cử làm thủ lĩnh. Thì ra là thế, Thương Mai không ngờ đến Miêu Cương trông có vẻ giống như ngoại đào nguyên lại trải qua một trận nguy cơ như vậy. Nhưng mà, Ôn Yến đại phu nhẹ nhàng thở dài, cho dù là như thế, bắt đầu từ khi đó cũng bắt đầu có không ít người đi xuống núi, lúc xuống núi thì không có chuyện gì, chỉ cần không lấy cổ độc ra hại người thì không có việc gì. Nhưng mà cổ độc lại có thể để bọn họ thu được địa vị xã hội cùng với tiền tài một cách nhanh chóng, sao bọn họ lại không sử dụng cơ chứ? Mọi người đều thích thiên hạ rộn ràng, Thương Mai cũng thở dài, nói như vậy thì người đã trong Miêu Cương 30 năm rồi. Ôn Yến cười lắc đầu, không có, hàng năm ta cũng chỉ đến đây có 1-2 tháng, cũng không phải là ở đây thường xuyên, ta cũng chỉ là thủ lĩnh trên danh nghĩa mà thôi, chủ sự chân chính còn có người khác. Nàng nhìn Thương Mai, nhìn thấy đôi mắt của cô có quầng thâm, thuận miệng nói, gần đây ngươi ngủ không quen có đúng không, buổi tối ngủ không ngon hả? Thương Mai nói, cũng không biết là có chuyện gì xảy ra, tâm trạng cứ không tập trung được, buổi tối mơ thấy ác mộng, mơ thấy đậu phụ của ta xảy ra chuyện. Ôn Yến đại phu an ủi, không cần phải lo lắng vớ vẩn, hắn là một người có phúc, cho dù thật sự có chuyện gì đó thì cũng sẽ có người hết lòng giúp đỡ. Lúc Thương Mai rời khỏi kinh thành, trong kinh vẫn tương đối hỗn loạn. Tuy là nói Lão Thất đã có thể nắm cục diện ở trong tay không sai biệt lắm, nhưng mà không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thiệt tình, lại suy nghĩ lung tung nữa rồi. Sáng sớm ngày hôm sau khi Ôn Yến đại phu đến thi châm cho Thương Mai, nói, ngày hôm nay ta phải xuống núi một chuyến, chắc có lẽ là 3-4 ngày mới trở về được. Ngươi cũng học thuật kim châm tương đối nhanh, cho nên mấy ngày ta không có ở đây, ngươi cứ dựa theo châm cứu uống thuốc như thường lệ, ta sẽ nhanh chóng trở về thôi. Thương Mai giật mình, sao vậy, xảy ra chuyện gì thế, xuống núi gấp gáp như vậy. Ôn Yến nói, vừa nãy có thôn nhân ở dưới núi đến đây, trong làng có mấy người bị bệnh cùng một lúc, triệu chứng lại giống y như nhau, nôn mửa và tiêu chảy, ớn lạnh co giật, mời ta đi xem một chút. Thương Mai nghe thấy có người bị bệnh, vội vàng nói, vậy người đi nhanh đi, đừng trì hoãn bệnh tình. Chương 885, chú thuật. Đêm hôm đó Ôn Yến đi xuống núi. Cơn ác mộng của Thương Mai lại đến. Cô nhìn thấy Mộ Dung Khanh phải chịu một sự đau đớn rất dữ dội, cả người đều là máu, vẫn cố lên tiếng gọi tên cô. Sau khi cô bình tĩnh lại, tinh thần hoảng hốt nhớ đến tình hình trong giấc mộng, lòng đau như cắt. Cô đột nhiên lại nhớ đến vụ án mà cô đã gặp trong một chuyến du lịch cùng với Mộ Dung Khanh, vụ án vẫn còn chưa được giải quyết, đôi khi cô cứ luôn nhớ đến giống như là có một câu thần chú, tâm trạng không tập trung thì sẽ nhớ đến vụ án này. Chỉ cần nhớ đến vụ án này, trong lòng của cô liền có một loại cảm giác khủng hoảng nói không nên lời, trái tim đập rộn lên. Trong phòng có ngọn đèn dầu đang được thắp sáng, chụp đèn mờ nhạt, trong phòng phản chiếu lên một cái bóng mờ. Ngọn đèn dầu này được Ngô Yến Tổ đốt lên cho cô trước khi đi ngủ, sợ là buổi tối cô đi nhà xí bị té. Thương Mai khoác áo len ngồi trước ngọn đèn nhìn ánh sáng mờ ảo, bình tĩnh được một chút. Cô nhớ đến Lão Thất đã từng phân tích vụ án đó cho cô nghe. Nói là vị thê tử đó đã bị giết, nhưng mà mỗi lần cô nhớ đến thì cứ luôn cảm thấy thê tử ấy đã chết vì trượng phu của mình. Nghĩ đến cái chết vì tình yêu, trái tim của cô liền đập lên thình thịch, luôn có một loại suy nghĩ kỳ quái đó chính là Lão Thất chết rồi thì cô cũng muốn chết. Sư phụ, Ngô Yến Tổ nhẹ nhàng gõ cửa ở bên ngoài. Thương Mai bị hù dọa, đêm khuya thanh vắng trong ngọn núi sâu như thế này, cô vừa sợ vừa thắc mắc, có một tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, đúng là có thể dọa cô sợ hãi. Cô mở cửa ra,
nhìn thấy Ngô Yến Tổ đang khoác một cái áo choàng đứng ở cửa, lo lắng hỏi, ta nghe thấy âm thanh của sư phụ, sao vậy, có phải là không thoải mái hay không? Phòng của ông ta sát vách sang phòng của Thương Mai, hiệu quả cách âm của phòng làm bằng gỗ không phải là tốt lắm, cho nên động tĩnh của Thương Mai ở phía bên này đều có thể truyền đến phòng của ông ta. Ta không sao đâu, chỉ mơ thấy ác mộng, Thương Mai tránh ra một chút để ông ta đi vào. Gió ở bên ngoài đang thổi ù ù, những ngọn núi dựa san sát vào nhau đen kịt giống như là quái thú, vô cùng khiếp người. Thương Mai vội vàng đóng cửa lại, nhịn không được mà dùng mình một cái. Ngô Yến Tổ nhìn thấy cô kỳ lạ, liền hỏi, sao vậy? Là mơ thấy ác mộng gì? Dù sao thì Thương Mai cũng không ngủ được, thế là liền trò chuyện với Ngô Yến Tổ, ta mơ thấy lão thất xảy ra chuyện, người nói xem bây giờ trong kinh thành đang có tình huống như thế nào. Ngô Yến Tổ nói, ta cũng không biết tình huống trong kinh thành như thế nào, nhưng mà người cũng đừng có lo lắng quá nhiều, ta cảm thấy không có chuyện nào mà vương gia không thể giải quyết được. Mặc dù là Ngô Yến Tổ rất sợ Mộ Dung Khanh, nhưng mà ông ta đối với Mộ Dung Khanh lại có một loại tin tưởng mù quáng, cứ luôn cảm thấy thiên hạ này không có chuyện gì mà hắn làm không được. Thương Mai nghe thấy lời nói này thì lại bật cười, ông có lòng tin với chàng như vậy à? Đương nhiên là có rồi. Ngô Yến Tổ không nói ra nguyên nhân, bởi vì cũng không có nguyên nhân gì hết, chính là có lòng tin như vậy. Đêm khuya thanh vắng im lặng như tờ, nghe thấy giọng điện nói chuyện của Ngô Yến Tổ, Thương Mai cảm nhận được một chút yên tâm. Ngươi vào Nam ra Bắc, đã chứng kiến không ít chuyện, ta nói cho ngươi nghe một vụ án. Thương Mai bỗng nhiên lại có hứng thú muốn nói chuyện. Vụ án hả? Ngô Yến Tổ không có hứng thú gì với vụ án, ông ta chỉ có hứng thú với y thuật và chữa bệnh, nhưng mà sư phụ nói là cần. Vậy thì cứ nói thôi, được rồi, người nói đi. Thế là Thương Mai kể cho ông ta nghe về vụ án ly kỳ mà ngày hôm đó cô và Mộ Dung Khanh đã gặp được, lại nói tiếp, đến bây giờ vụ án này vẫn còn chưa tìm được hung thủ, trên người của phụ nhân kia mang lục giác, chết ở bên cạnh của phu quân. Mặc dù sau đó nói không phải là tự sát, nhưng mà những nhận định ban đầu tại hiện trường vụ án vẫn còn trong đáy lòng của ta cố chấp, cho rằng nàng ta là bởi vì phu quân tự tử mà chết đi. Thậm chí là bây giờ nhớ đến đều cảm thấy trong lòng có một loại chấp niệm rất kỳ quái. Ngô Yến Tổ giật mình, người nói đến chuyện này hình như là đã từng gặp được nó. Người cũng đã từng gặp vụ án như thế này hả? Thương Mai hỏi. Không phải là vụ án, mà là một loại bệnh. Ngô Yến Tổ thu liếm thần sắc nghiêm túc, nói đây là chuyện xảy ra vào cái năm ta vừa làm đại phu, cũng chính là chuyện vào năm trước, ta là đại phu hành tẩu giang hồ cho nên không có chỗ ở cố định, ngày hôm đó đi đến Bạch Châu. Đúng lúc có một gia đình nghèo khó muốn mời đại phu đến đó, bệnh nhân là một phụ nhân hơn 50 tuổi, nhà có 4 đứa con, đều đã thành thân, phu quân của bà ta mất sớm. Năm đó bà ta bị bệnh là bởi vì Tiết Thanh Minh đi viếng mộ gặp một con thỏ tông chết trên tảng đá, ở bên cạnh con thỏ đó còn có một con thỏ bị bắn giết, lúc ấy bà ta vô cùng sợ hãi, trở về liền bị bệnh hơn một tháng trời, kể từ đó về sau nếu như mà bà ta nhìn thấy con thỏ hoặc là cái ngày đi viếng mộ lại gặp cảnh tượng đó xuất hiện trong cuộc sống một lần nữa. Bà ta sẽ nhớ đến chuyện con thỏ tuẫn tình, rốt cuộc bà ta đã treo cổ tự sát, được cứu về, sau đó bà ta cứ 3 lần 4 lượt đòi tự sát, con của bà ta cho rằng bà ta bị bệnh. Thế là mới mời đại phu. Ngô Yến Tổ nói xong rồi hỏi Thương Mai, sau khi gặp vụ án hung sát đó xong, không phải là tâm tư của người vẫn luôn sầu lo đó chứ? Đúng vậy, chuyện xảy ra vào ngày hôm đó cứ thỉnh thoảng xuất hiện ở trong lòng của ta, không chỉ là vụ án hung sát. Thậm chí ngay cả ta và lão thất nhìn thấy cảnh sắc ở trong núi, nhìn thấy tiểu phu, nhìn thấy những con đường cùng với những nơi tương tự đều sẽ làm cho trong lòng của ta cảm thấy bất an. Cô ngẩng đầu lên nhìn Ngô Yến Tổ, cuối cùng bệnh nhân đó như thế nào? Ngươi có chuẩn đoán được bà ta bị bệnh gì không? Ngô Yến Tổ có chút chán nản, bà ta căn bản không có bị bệnh, cho nên ta mới tùy tiện mê trà an thần, trước ngày ta rời khỏi Bạch Châu, nghe nói đến cùng vị phụ nhân đó vẫn tự sát. Chết ở bên cạnh phần mộ của phu quân bà ta. Sắc mặt của Thương Mai đột nhiên trắng bệch, cảm giác sợ hãi ở trong lòng lại càng trở nên dữ dội hơn. Từ sau khi vụ án hung sát qua đi, mỗi lần cô nhớ đến thì đều cảm thấy kinh hãi, chỉ cho nó là bóng ma tâm lý. Lúc ấy cô cũng cảm thấy khá kỳ quái, tốt xấu gì mình cũng là người đã trải qua sóng to gió lớn, tại sao một vụ án lại tạo thành bóng ma tâm lý cho mình nhiều ngày như vậy, bây giờ suy nghĩ lại, chỉ sợ là không phải. Ngô Yến Tổ nói, lúc xử lý tang sự cho vị phụ nhân đó, ta cũng có đến đó, nghe nói là đạo sĩ chủ trì tang lễ có nói rằng bà ta bị người ta hạ chú, mục đích là muốn làm loạn lòng của bà ta, để bà ta tự sát.
Bách tính xung quanh cũng đồng loạt nghị luận, nói là người hạ chú chính là nàng dâu của con trai cả của bà ta, bởi vì nàng dâu của con trai cả bà ta cùng với bà ta tình cảm không tốt cho lắm, cứ luôn luôn cãi cọ, càng có người từng nhìn thấy nàng dâu của con trai cả bà đi tìm thuật sĩ trong giang hồ gì đó, đương nhiên ta cũng không tin vào cách nói này. Thương Mai có chút hỗn loạn, đối với những chuyện kỳ lạ, hiện tại cô không thể nói là mình không tin. Nhưng mà người sẽ hạ tà thuật với cô, trong số những người cô quen biết cũng chỉ có Thương Khâu. Không loại trừ Thương Khâu sẽ làm như vậy. Nếu như đây là một loại tà thuật, mục đích của nó là muốn để cho cô chết đi, vậy thì chắc chắn có nguyên nhân dẫn đến đó. Nếu như trong lòng của cô trở nên hỗn loạn, vậy sẽ cô suy nghĩ đến cái chết. Chuyện này thật sự quá nguy hiểm, chính cô cũng không có cách nào đề phòng. Có điều cô nghĩ lúc hạ chú chắc cũng không phải là nhằm vào cô, là nhằm vào Lão Thất. Bởi vì chỉ cần cô xảy ra chuyện thì Lão Thất sẽ hỗn loạn trận cước. Trước và sau khi án mạng xảy ra, cô đã trải qua rất nhiều chuyện, nếu như khi đó cô chết đi, đến lúc đó ít nhất Nam Hoài Vương sẽ là người được lợi. Âm mưu này bây giờ xốc nó lên, Thương Mai không cảm thấy đã hoàn toàn hiểu thấu, ngược lại còn trở nên nản lòng thoái chí hơn. Cô đã từng chữa trị chứng u buồn của nhóm đặc công ở thời hiện đại, nếu như bây giờ là một loại chú thuật, vậy thì cũng không chênh lệch lắm với chứng u buồn. Một khi bùng phát, vậy thì sẽ gây ra xúc động lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 59.